the face Vietnam. Ở tập trước, thử thách của tập này, đây chính là diễn xuất. Chị sẽ trả lại hết. Chuyện, chuyện. Đó. Một trong những công ty điện tử lớn nhất thế giới, Philips. Chào everyone. Làm lại giùm em ạ. Thiệt thôi của cô ấy. Nói to lên chị ngồi với chị không nghe một cái gì hết. Cả ba đứa. Ê, mới sao vậy? Mới sao vậy? That the contestant which will later participate is Quan White. And this is team number one. Thử thách diễn xuất, hỉ, nộ, ái, ố. Thùy Dương, em không phải The Face Việt Nam 2023. Cuộc vui thì mới bắt đầu mà thôi. Trong tập này, và bây giờ xin chào đón các thí sinh quay lại với chương trình. Đừng đồng ở đây, cầm ở đây nè. Hãy cùng trải nghiệm mọi phong cách sống. Ban giám khảo, ông Dương Quốc Nam, kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn. Thí sinh và nào sẽ dừng lại và thí sinh nào đối sẽ vượt qua để đến gần hơn với ngôi vị quán quân của The Face Việt Nam 2023 và nhận được những giải thưởng có giá trị như sau: một hợp đồng làm việc độc quyền với công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam BU Models, và giải thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng. Quán quân sẽ trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Harper Bazaar Việt Nam và sẽ trở thành gương mặt quảng bá trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2023. Và đặc biệt, quán quân của The Face Việt Nam 2023 sẽ nhận được một chuyến trải nghiệm tại 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất trên thế giới, bao gồm Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, London Fashion Week và New York Fashion Week. Không dừng lại ở đó, lần đầu tiên ở một phiên bản The Face trên thế giới, các nhãn hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng ngay tại trường quay với những thí sinh mình yêu thích nhất trong mỗi tập. Đặc biệt, quán quân của The Face Việt Nam 2023 sẽ trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu mỹ phẩm MAC Cosmetics Việt Nam trong các chiến dịch quảng bá mới nhất, và đặc quyền xuất hiện tại các sự kiện 5 sao quốc tế cùng các đại sứ thương hiệu của MAC Cosmetics trên khắp thế giới. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng để sở hữu danh hiệu quán quân của gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 và cùng Multimedia GSC bước ra thế giới? The Face Vietnam. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì Hoàng Oanh đang ở New World Sài Gòn Hotel. Hoàng Oanh đến đây để thực hiện những shot hình cùng với nhãn hàng Philips. Cảm ơn thương hiệu Philips rất là nhiều đã tin tưởng và lựa chọn Hoàng Oanh để làm KOL. Đây là hợp đồng đầu tiên của Hoàng Oanh trong The Face Việt Nam 2023. Có được cái hợp đồng Philips lớn như vậy thì thật sự là rất là cảm ơn nhãn hàng Philips và
chương trình The Face Việt Nam 2023 rất là nhiều. Mọi người cùng đón chờ xem Hoàng Oanh sẽ làm gì trong những cái số hình cùng Philip nhé. Với những sự trợ giúp của máy hút bụi Philip mà mình có thể dễ dàng vệ sinh căn phòng của mình từ không chỉ là trên ga giường, sàn nhà mà còn cả là quần áo. Nhờ máy hút bụi của Philip mà mình có thể là tiết kiệm thời gian và dành thời gian đó để có thể chăm sóc bản thân mình và thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Máy lọc không khí của Philip giúp cho không gian sống của mình trở nên sạch sẽ hơn và nó sẽ lọc bớt tất cả những loại vi khuẩn lên đến 99%. Sau khi lấy máy lọc không khí về thì mình đã cảm thấy là tốt hơn rất nhiều với tình trạng sức khỏe hiện tại. Đến với cái tập 8 này thì tôi thấy là quá là áp lực luôn, tại vì mentor của The Face bây giờ phải là một producer, đạo diễn nè, biên kịch tức tần tật. Để tập 8 thì Phương hoan hỉ bởi vì là team mình có 4 viên khá là mạnh và có những cái màu sắc rất là riêng biệt và Phương mong chờ đến cái thử thách tiếp theo. Chương trình The Face năm nay đã mang lại cho kể cả Duyên và Triệu đã được trọn vẹn sống cùng với The Face. Xin chào 4 vị huấn luyện viên và top 8 của chương trình The Face Việt Nam 2023. Chương trình do Multimedia JSC nắm giữ bản quyền tổ chức và sản xuất, đồng hành cùng với BU Models and Image Coach. Đây sẽ là chặng đua nước rút. Chúng luôn luôn nghe thấy các vị huấn luyện viên nói rằng rời khỏi cuộc thi, điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả việc đóng lại. Đặc biệt The Face Việt Nam 2023 không lấy đi cơ hội của bất kỳ một bạn thí sinh nào. Ở trong một không gian với rất nhiều những điều bí ẩn rất là lộng lẫy như vậy thì tôi nghĩ rằng đây chính là đoạn để cho cảm xúc thăng hoa nhiều hơn nữa đấy ạ. Và đấy chính là lúc các bạn thí sinh của chúng ta quay trở về với The Face Việt Nam 2023. Và bây giờ xin mời được chào đón các thí sinh quay lại với chương trình ạ. Tụi mình vỡ òa lên luôn, mình thấy hai chị khóc luôn. Nước mắt tuôn rơi đó. Nhưng mà trò chơi không kết thúc. Sao ý là kiểu sao mọi người lại có mặt ở đây trong ngày hôm nay như thế? Ở trong tập này, chúng ta sẽ có hai phần thử thách. Thử thách đầu tiên mà các vị huấn luyện viên sẽ phải trải qua, đấy chính là các vị huấn luyện viên sẽ cùng với tất cả các bạn thí sinh comeback, sẽ có một màn comeback. Bởi vì chỉ có một thí sinh được quay trở lại với The Face Việt Nam 2023. Chúng nghĩ rằng không khó để các vị huấn luyện viên cũng giống như các bạn thí sinh đoán ra được nhãn hàng, thương hiệu nào sẽ đồng hành cùng với chúng ta ở trong tập này. Xin được hân hạnh giới thiệu CEO, đồng thời cũng là founder của Hoàng Nam Group, người sở hữu hệ thống trung tâm nội thất hàng đầu Việt Nam, trung tâm nội thất cao cấp Phố Sinh. Xin được giới thiệu ông Dương Quốc Nam ạ. Xin chào tất cả các huấn luyện viên và xin chào tất cả các thí sinh. Rất trân trọng và chào đón tất cả các bạn có mặt tại trung tâm nội thất Phố Sinh. Mong là các bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chúng tôi để các bạn lấy đó là kiến thức cho mình và để làm tốt cho hành trình tiếp theo của mình. Các đội đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng! Và bây giờ chúng ta sẽ cùng rời sang một không gian khác để chúng ta sẽ được hân hạnh cùng lắng nghe tất cả những điều mà ông Dương Quốc Nam sẽ cùng chia sẻ với các bạn trong tập này. Xin mời! Đề bài của chúng ta sẽ đến từ chính thương hiệu sẽ đồng hành với chúng ta trong tập này. Đầu tiên, đề bài cho 7 bạn thí sinh giành được một tấm vé quay trở lại với The Face Việt Nam 2023. Xin mời anh Dương Quốc Nam ạ. Thử thách đầu tiên mà để cho 7 bạn comeback sẽ là một cái shooting, một bộ hình quảng cáo cho thương hiệu nội thất Phố Sinh.
khoảng từ 5 cho tới 8 bức hình. Nói không phải là gì nhưng mà về photoshoot thì mình rất là tự tin. Nghe cái đề bài xong thì Cẩm Đen thì sẽ quá trời trúng tủ rồi. Khi mà nghe tới thử thách photoshoot của top 7 nếu muốn comeback, không nằm ngoài dự đoán, nữ hoàng lookbook Nguyễn Thị Cẩm Đen. Và các bạn phải thể hiện được phong cách sống, tính hiện đại, cái phù hợp của cái sản phẩm đó. Và để nhìn vào tấm hình đó để chúng tôi có thể chọn ra một trong những bạn có cái tinh thần để bước tiếp. Hy vọng là tất cả 7 bạn còn lại chúng ta sẽ cố gắng. Nếu như chiến đấu vì bản thân để được quay trở lại The Face thì tất nhiên là họ sẽ không nhường ai hết. Không biết 6 bạn kia đã tìm thấy hào quang của mình chưa? Còn hào quang của mình thì mình đã có sẵn rồi. Các vị huấn luyện viên đã nắm rõ về thể lệ của phần comeback này chưa? Rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải đến với thử thách chính. Với thử thách này chúng ta cũng sẽ vẫn như mọi khi tìm ra đội nào là đội thắng cuộc trong tập này. Đề bài của tôi đưa ra là các bạn sẽ quay một cái video quảng cáo cho trung tâm nội thất Phú Sinh khoảng 1 phút 30 giây. Và cụ thể hơn nữa, đấy chính là mỗi một đội sẽ cần phải lên một đường dây kịch bản, tự phân vai trong các bối cảnh và địa điểm. Và sau đó, mỗi một đội sẽ có một tiếng để cùng quay phim, thực hiện những cảnh quay theo ý đồ kịch bản của mình. Thưa các vị huấn luyện viên và các bạn thí sinh, để có thể sắp xếp được buổi ngày hôm nay để được trực tiếp, mình sẽ thông qua những cái giá trị về nội thất đang có hiện tại ở Phố Sinh để mình sẽ nói nhiều hơn về như vậy. Phố Sinh là một trung tâm nội thất có rất là nhiều các nhãn hàng trong đó, các dòng sản phẩm trong đó. Chứ Phố Sinh không phải là một cái đơn vị sản xuất đồ nội thất. Phố Sinh là một nơi để chọn ra tất cả những nhà máy nào tại Việt Nam, tại quốc tế để mang những cái gì tốt nhất, những cái gì mà họ đã nghiên cứu thành công, đã sản xuất ra thành công thì chúng tôi chọn về đây để mà mang đến cho khách hàng của mình. Mong là các bạn sẽ làm tốt để mà đưa cái video này đến tất cả công chúng ở ngoài. Và chúc cho các bạn sẽ có một tác phẩm để đời mà Phú Sinh chúng tôi ghi nhận lại để thành sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi từ những cái góc nhìn của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách đầu tiên, thử thách giành tấm vé quay trở lại cho một trong số 7 thí sinh của The Face Việt Nam 2023. Và với thử thách này thì mỗi một thí sinh sẽ có 10 phút để thể hiện từ 5 cho đến 8 tấm hình. Và nội dung cũng giống như cách thể hiện thì tùy thuộc vào sự quyết định của các bạn thí sinh và các vị huấn luyện viên. Mong rằng sự quyết định của các vị huấn luyện viên sẽ là một sự quyết định chính xác, sáng suốt để có thể giành tấm vé cho thí sinh của mình quay trở lại với đường đua của The Face Việt Nam 2023. Và các vị huấn luyện viên cũng đừng quên, với mỗi một bộ hình của các bạn thí sinh, các vị huấn luyện viên sẽ có một phần pitching, thuyết trình. Và đây tôi cũng nghĩ rằng là một phần vô cùng quan trọng để có thể giành được một tấm vé cho thí sinh của mình. Cảm thấy rất là áp lực. Cái khâu này thì mình trước đó mặc dù cũng đã qua những cái thử thách nhưng mà vẫn chưa có nhuần nhuyễn lắm. Tôi xin giới thiệu nhiếp ảnh gia Vương Huy ạ. Xin chào Vương Huy. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Hoàng Ngân, team huấn luyện viên Anh Thư ạ. Mình là thí sinh đầu tiên nên là mình cảm thấy rất là hồi hộp, rất là sợ luôn. Thời gian 10 phút, bắt đầu ạ. Thì em sẽ tạo vài nét quyến rũ ở đây và sang trọng. Qua chiếc giường này thì em sẽ tạo vài dáng là vui vẻ, năng động một xíu. Tương tác với ghế đây, mình đang làm một quảng cáo cho sản phẩm. Trong vai một người mẫu quảng cáo nha. Thường thường bắt thí sinh của mình là phải nhập vai để mà tự tưởng tượng ra mình đang ở trong cái thân phận gì, cái vai diễn gì, để mà các bạn dễ tưởng tượng và nhập tâm vào cái bối cảnh đó. Thoải mái nè. Nè. Tận hưởng nè. Nhìn vô máy, tương tác vào ống kính. Tập trung vào ống kính, tay lên. Mặc đồ đen vào đây thì hơi sai. Sai tinh thần của sếp. Do các bạn cũng không biết thử thách bên chương trình đưa ra là gì cho nên các bạn tự mặc những trang phục tới và chính cái trang phục đó thực hiện thử thách luôn. Cho nên là
Kim Ngân mặc cái bộ đồ hơi ngắn, không có phù hợp lắm với bối cảnh. Cười cái tươi cho chị mấy cái tươi đi, rạng rỡ lên nhà ống kính. Di chuyển liên tục đi. Kiểu người thoải mái á, nằm sấp á. Cái đầu qua đây, cái đầu qua đây, cái đầu qua đây. Khi mình lên chụp trên giường á thì tại vì mình bận cái đầm hơi ngắn nên là lúc mà chụp thì có hơi trở ngại một chút. Có được góc mặt không? Góc nào cũng được chị, góc nào cũng chơi. Mình không biết là mình có lấy được xuất hình không, tại vì mình bâu khá nhanh và mình khá là vội vàng ấy. Không biết là còn bao nhiêu phút, tại vì cứ vội ấy, tại vì sợ là sẽ không có hình nên là cứ bâu nhiều dáng, bâu liên tục. Không biết là anh photo không bắt được tấm đẹp nào không. Cái này là cái tóc. 3, 2, nhìn nhau kính tập trung. Hết giờ. Ok. Xin cảm ơn Hoàng Ngân. Tí nữa mình với chị Thư sẽ xem lại hình, hy vọng là sẽ có những tấm hình thật là đặc biệt. Thu Huyền đã comeback nhưng trở lại không giống. Chúng ta sẽ đến với 10 phút của Thu Huyền ạ. Anh có một cảnh ngồi ở đây, một cảnh là anh đứng. Chân dạy một bên cho chị, chân này để bên đây. Đúng rồi, Thu Huyền phải hóa thân thành những người mẫu quảng cáo, mang tâm lý mình đang là người mẫu đại diện cho nhãn hàng. Thì mình sẽ phát lên cái vẻ của một cô người mẫu quảng cáo thương hiệu. Nằm trượt dài luôn, ngã rồi lên ghế. Để tóc ra ngoài luôn, thoải mái, kiểu relax á. Đó đúng rồi. Ngồi cũng được, thích ngồi thì. Rồi, được rồi, lên giường. Mình vào set 1, mình chưa kịp làm quá nhiều dáng thì đã phải sang cái set thứ 2 và mọi chuyện nó diễn ra nó quá nhanh. Mình không biết là mình đã có cái tấm hình đủ đẹp chưa. Sao để tay xuống sách luôn, nhìn lên, hút hồn vào. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Đây là một cái bộ hình có thể là nhanh nhất từ trước đến giờ mình thực hiện. Thời gian nó trôi nhanh như một cơn gió luôn. Cảm ơn ạ. Rất mong là cái outfit khác hoàn toàn ở cái ngày trở lại ngày hôm nay của mình. Thì mình mong là mình có một bộ hình đẹp. Và như vậy phần thể hiện của team huấn luyện viên Anh Thư đã xong. Chúng ta sẽ cùng đến với team huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Xin mời thí sinh đầu tiên, Fire Hồ. I'm back. Game đang chơi vui mà, tại sao phải dừng lại? Chiến tiếp nào. Thời gian bắt đầu ạ. Rồi em để luôn cái đấy lên trên. Để đâu? Hơi gần. Bên này để bớt sắc, bên đây cũng là Fire. Yeah. Ở trong một cái không gian của phố sinh thì có rất là nhiều cái setup, nhưng mà trong cái phong cách của mình là phong cách về Rickett thì nó sẽ có những cái đồ decor setup nó sẽ cần dễ thương hơn nè, năng động hơn một chút xíu. Thì ở trong đây đa số thì là những cái đồ khá là sang trọng, quá là luxury á, nhưng mà mình cũng ráng kiếm được. Rồi chẳng lên, đúng rồi, ngửa lên mà rất là vui, rất là đã. Nếu muốn để chân lên ghế thì phải để ra ngoài thành. Rồi đổi dáng đi em. Sâu vào, đúng rồi. Rồi ok, đổi dáng nữa. Phương hơi khác với các mentor còn lại là Phương cũng không hướng dẫn và đọc để các thí sinh quá nhiều. Phương chỉ giúp cho ở các góc máy, các cú máy một chút xíu thôi. Bởi vì với Phương, thời điểm hiện tại thí sinh là thực sự mạnh trên cái bản lĩnh, trên cái khả năng của các thí sinh đó mới xứng đáng được vào. Đúng rồi, trong phần thi đúng rồi. Mình đã nhảy rất là nhiều, mình đã dồn hết tất cả các năng lượng để mà quyết chiến cho lần này. Chị nhảy đi chị. Ôi trời, ôi trời. Chị trong đó chưa tới 10 phút, nhiều như 12 phút nữa. Vui lên. Đúng rồi.
Tôi vừa đang quay, anh chụp chứ không phải là quay đâu. Em phải có bộ, chắc từng cái một. Rồi bây giờ chỉ muốn em hai fashion lên. Bây giờ nghịch đủ rồi. Năm giây cuối cùng. 4, 3, 2, 1, hết giờ ạ. Dạ xong, cảm ơn anh ạ. Rồi, dạ, dọn đồ nhanh em. Cảm ơn mê ô hồ. Nhìn quá chị nhảy luôn. Người xinh thì đến với phố xinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của Tuấn Anh. Chào anh Nam Trung ạ, và chào bốn vị huấn luyện viên ạ. Không bắt trở lại thì mình sẽ dùng toàn bộ năng lượng để chiến quay trở lại được phay. Tuấn Anh cố lên. Và thời gian bắt đầu ạ. Em sẽ diễn những cái cảnh luxury, những cái cảnh lịch sự và sang trọng cho một người đàn ông ạ. Vẫn lấy động anh chị, vẫn đầy đủ chân, đủ bối cảnh anh chị. Khi mà một ngày làm việc mệt mỏi rồi á, thì mình đầu đọc sách, mình uống rượu, sau khi mà mình mệt rồi thì mình có thể cởi cúc áo hay là mình xắn tay áo lên để mình thoải mái với cái không gian nhà mình như ở ghế sofa hay là giường. Cầm rõ ràng, chắc lên. Cầm tay rượu này, rượu này. Tại nam đơn giản quá, không có gì để thể hiện. Mà không có mút. Chụp điện. Huấn luyện viên Vũ Thu Phương vừa cầm một chiếc bình, cả bình lẫn bông trị giá 4.750.000. Dạ vâng ạ, có gì em mua luôn. Tiếp theo là một chiếc bình cát màu xanh và trắng trị giá 2.100.000. Rồi, Tuấn Anh đứng ở góc đó, đứng ngay chỗ góc máy quay phim đó, đứng ngay dựa lưng vào tường. Cẩn thận, ôi cẩn thận, cái bình 4.500.000. Mình đã cố gắng nhẹ tay và cố gắng giữ gìn nhất có thể, không may đổ vỡ một cái là... Anh quay phim thân mến, trên đó chúng ta có một chiếc bình trị giá 4.750.000, một chiếc lọ trị giá 1.500.000 bao nhiêu nghìn thì không nhớ rõ, và cái kệ đấy trị giá 10.000.000 đấy ạ. Em ngồi ghế với lại nằm ghế đọc sách được không ạ? Ok, nhanh lên. Các bạn còn 3 phút rưỡi ạ. Mình nghĩ là khi hành động ở nhà thoải mái với lại không gian của nhà mình rồi đó, thì hành động như cởi cúc áo hay săn ống tay áo là chuyện bình thường. Buông xóa một nút áo ra một tí, hờ hững hơn. Vâng. Nghe, tao buông nút áo có đứng dậy ngay. Không hề, đang đi nhìn đồ để báo giá. Chiếc đèn bên này muốn bê cũng được nha, 5.800.000. Chiếc gối này là nhẹ nhàng 1.250.000. Ngang cái đầu ra. Đúng rồi, về đẹp hơn. 5, cởi nút áo. 4, 3, nhìn ra đây, 2, 1, hết cởi giờ. Cởi nút áo. Vẫn còn những cái sự rất là bối rối. Một phần nào đó còn ngại ngùng hay là cái cách diễn còn khá là cứng, rập khuôn. Phương nghĩ có thể là do cái cách em đã chọn. Em vẫn còn thể hiện cái sự non nớt của bản thân mình. Phần thi vừa rồi mình chấm trên thang điểm là 7/10. Hài lòng với lại cái kết quả của mình thôi, chứ chưa phải là hài lòng quá. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khoảng thời gian dành cho Thùy Dương, Tim Minh Triệu, Kỳ Duyên. Em muốn chụp những góc máy như này, em chia sẻ với anh photo trước. Đầu tiên là em sẽ chụp một tấm beauty ở mặt của em ở đây. Xong rồi một tấm em sẽ ngồi ở trên này. Em cầm, đúng rồi ạ, full lấy cho em cả cái ghế này. Rất là vui vì hai chị đã tôn trọng cái ý kiến của mình và các ý tưởng của mình. Đẹp. Đẹp. Cái chân ở dưới em để dài ra. Ok. Và các bạn đã hết 2 phút rồi. Nhanh thế. Em bay qua, okay, đây. Rồi. Xoay, quay đây đúng không? Xoay đừng có rời khỏi khung hình. Ngay cái phút đó rồi. Ok, đẹp. Vì đề thi là shooting nên là mình cũng khá tự tin và mình cũng muốn rằng nó như là một cái gì đấy nó giúp đỡ và nó truyền cho mình là mình phải thật là cố gắng lên để giành được cái tấm vé này, quay trở lại với hai em bé của mình. Mười tư một cái nào. Rõ nào. Cười quá. Quá đi, quá đi.
công nhận lên đây 10 phút nhanh ghê. Ồ, nhanh thiệt luôn á, như một cái chớp mắt. Em tính cả ngủ. Dạ, em còn 20 phút đó, nhanh lên. Linh Triệu Kỳ Duyên chạy nhanh lên nha, chạy dài chân ra. Trời, chị khó em lăn luôn được không? Được. Và xin mời thí sinh tiếp theo, Hoàng Hào ạ. Tôi, học sinh quay trở lại với vị trí mentor thứ 5. Và bây giờ học đã quay trở lại và có lợi hại hay không thì mọi người chờ nha. Cái mood của em đầu tiên là ở đây em sẽ chia ra hai không gian. Trước mắt là ở với cái ghế sofa này thì em sẽ đặt một cái bình hoa ở dưới đất, giống như kiểu là mình ngồi dưới đây để cắm hoa. Một cô gái rất là thơ mộng cắm hoa ở đấy. Nhìn là tôi liên tưởng tới là phải cắm hoa liền. Tôi phải sống ảo mà, nên là tôi phải thấy là mình cắm hoa thì mình phải ngồi dưới đất, mình phải chụp thấy cái ghế sofa, thấy được cả cái view nhà thì nó mới là một bức ảnh đẹp. Cho nên là tôi nghĩ ra trong đầu là phải cắm hoa. Cắm hoa rồi thì mình phải có trái cây. Đó, nó rất là khớp với nhau, nó ngọt ngào, nó lãng mạn. Yeah. Ghế êm quá. Gói êm quá. Màu xanh hợp mạng quá. Chắc phải về tim thôi. Rồi, ok. Rồi, okay. Pause. Rồi, tôi quay ra trước đi. Chị quay qua đây. Phố sinh, học sinh, quảng bá cho phố sinh. Cái cầm thấp xuống một xíu. Với Hoàng Học thì lần này Hoàng Học quay trở lại thì Duyên thấy rằng là bạn đã mang tới một cái nguồn năng lượng nó tích cực hơn rất là nhiều. Có thể là trước đây là Học không có quá nhiều kinh nghiệm về trong mạng commercial hay là về trong mạng về model. Nhưng mà lần này Học luôn chủ động đưa ra rất là nhiều những cái posing, và trong cái posing đó thì Học cũng đưa vào những cái thông điệp, những cái ý đồ của mình là Học muốn trở thành một nhân vật rất là đặc biệt, làm sao để truyền tải được đúng với tinh thần của những nàng ở trong cái phần photoshoot. Bộ đèn Hoàng Học đang bám vào có giá trị 8.450.000. Cao cấp quá. Đắt giá một quả 8 triệu. Ok, chắc được rồi, 1 triệu cho lên giường. Rồi, đi. Ok. Em tính lên giường thì bỏ giày ra nha. Học là cực kỳ hợp với cái màu trắng luôn. Có nghĩa là lên bất kỳ một cái set hình nào Học nhìn là Học thấy là màu trắng nó rất là hợp với Học đó. Không biết sao nữa. Hay là tại da Học đen à. 5 4. Bỏ tay xuống Học. Rồi diễn cho tôi nè, kiểu tôi nè. Ok. Ok. Ok, đây rồi. Sau khi thi xong, Học cảm thấy rất là sảng khoái. Tại vì Học đã cố gắng bùng cháy hết những cái năng lượng của mình ở trong cái phần thi của Học. Và xin mời Cẩm Đan ạ. Xin chào các chị ạ. Em chào anh Nam Trung. Cảm ơn em. Và em sẽ có 10 phút cùng với mentor của mình. Em muốn em cũng đơn thì em cũng đơn giản thôi. Tại vì sách thì mình sách nào cũng được đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Em thấy cái nào hợp em thì em chụp thôi. Cứ nằm lên đi thì chọn cho. Cảm Đen đã quen với những cái buổi chụp hình như vậy thì nên là Cảm Đen cũng làm rất là tốt, nên là cũng không có gì mà hối hả hay là kiểu là gấp gáp cả, nên là mình rất là thư giãn. Đúng rồi, đẹp nha. Đang luôn có những cái cách posing để làm sao mà nó đa dạng và nó thể hiện được đúng cái tinh thần của nhãn hàng nhất. Các bạn còn bạn ở dưới. Rồi lên giường, lên giường. Dù như thế nào khi vào một cuộc thi thì chúng ta tập trung thi thì nó sẽ bị áp lực về thời gian và cả các chị mentor cũng không như là thường ngày Cẩm Đen đi chụp lookbook. Cái này là thử thách mà. Rồi ok. Rồi okay. Diễn mặt đi nha. Và chúng ta sẽ cùng đếm ngược ạ. 4, nào, cười cái nào, 3, sáng khoái nào. 2, 1, hết giờ. Ok. Và như vậy phần thi của các thí sinh trong phần comeback đã kết thúc với Cẩm Đan, team huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên. Nói chung là thi xong rồi thì Cẩm Đan cảm giác là thoải mái, không còn hồi hộp nữa. Nhưng mong là sẽ có những tấm hình thiệt là đẹp. Cố lên, quay lại. Như vậy không? Trải qua tất cả những cái phần thi từ đầu cho đến giờ, có thể nói chị và Duyên đặt niềm tin rất lớn ở ba em. Xác suất để mà mình có thể dành một suất duy nhất cho thí sinh được quay trở lại rất có khả năng sẽ rơi vào team của Minh Triệu và của Duyên. Xin chúc mừng 7 gương mặt sáng giá ngày hôm nay. Các bạn đã hoàn thành rất tốt phần thi vừa rồi. Nhưng chúng ta sẽ chỉ có một tấm vé mà thôi. Và hy vọng rằng với tất cả những gì các bạn vừa thể hiện để có thể dành được cho mình
tấm vé đồng hành cùng với The Face Việt Nam 2023. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần đánh giá và công bố kết quả đến từ ban giám khảo. Xin chúc mừng và hẹn gặp lại. Và thưa các vị huấn luyện viên, bây giờ chính là giờ phút dành cho thử thách chính. Và các vị huấn luyện viên đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Và nếu như các vị huấn luyện viên đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến này ạ. Xin mời ạ. Elise, định hướng phong cách thời trang, hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cảnh từ ngoài vào trước. Diễm. Cười. Tạo dáng nè. 3, 2, 1, action. Em cũng thích bộ ghế sofa này ha. Dạ, em đang ưng bộ ghế sofa nhập từ Ý này. Mình có để ý ngay một cái bộ ghế sofa màu đỏ. Nó nằm ở vị trí đấy và cái góc đấy thì mình cũng sẽ hạn chế được tối đa có người này người kia vào khung hình, ổn định vào ngay được cái set quay đầu tiên. Chọn cái bối cảnh mà nó ít bị chồng hình như thế. 3, 2, 1, action. Dạ vâng, hai anh chị có hết bộ sofa này không ạ? Chốt cái này. Tốt lắm không? Sau khi nhận đề bài thì hai chị muốn lên một cái kịch bản mà đánh mạnh vào cảm xúc. Đó là hai người xa lạ cùng vào trong cái showroom để mua sắm. Sau đó phát sinh tình cảm nhỏ ở trong showroom đó. Nhìn Ngọc qua cái nữa. Rồi xấu hổ quá, nhìn đi cười. Em ơi, có đèn để đánh vào cho bạn ấy sáng không? Quay qua. Đúng rồi, sâu lên, đúng rồi, thần thái lên, rồi work. Từ từ sang trọng thần thái. Đúng rồi, đúng rồi. Hương Liên có thể trở thành Ngọc Nữ Mới. Một gương mặt quảng cáo tuyệt vời cho những nhãn hàng. Là một cái người mà các nhãn hàng đang cực kỳ mong muốn ở trong chính đội của Vũ Thu Phương. Chắc được rồi đó. Anh ơi, chuẩn bị chưa anh? Máy chạy. 3, 2, 1. Thương muốn quảng cáo về cái không gian nơi đây bằng hình thức là từ bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Cả ba người giống như trong một cái chuyến du hành lạc vào và cái cửa thang máy giống như cái cửa thần kỳ, mình bước chân vào cái khu thần tiên đó. Đưa đi thẳng nè. Đúng rồi. Em đang ưng bộ ghế sofa nhập từ Ý này. Coi dính người nha anh, dính người rồi. Anh Châu ơi, anh Châu clear giúp em cái hậu trường đằng sau với, chứ không không quay được. Quá là đông đảo đi. Ai ơi, mọi người ơi, đừng đứng nhìn sau. Qua nhanh cậu chị cái, phá cú rồi, cú máy rồi. Team của chị Phương tiến tới cái khung cảnh ở ngay cạnh cái khung cảnh của team Kỳ Duyên Minh Triệu. Và lúc đó thì cũng gần xong rồi, như là Duyên mới qua, Duyên nói với cả chị Phương là cho bọn em xin 5 phút để bọn em quay nốt cái khung cảnh này. Mình thấy ok thôi, nhường set này cho em, chị đi chỗ khác là chị quay. Qua bên kia thì lại gặp đội chị Anh Thư, thì thời gian đâu là đội của Phương làm. Này Phương, chị đang bị dính mic ra bên đây đó. Chị bên kia mà. Vậy em nãy bên kia rồi, em nãy bên này nữa là chết em luôn. Thì bởi vậy chị mới nói là bây giờ phải bàn sao. Bao nhiêu lâu nữa? Chị nó nhường set đó ok thôi mọi người. Em có dùng từ nhường ngoài nãy giờ chị không biết em chọn luôn á. Ok thì tại vì em biết là chị giấy thì em nhường luôn, em không động vào nó nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói là không biết là qua như bao nhiêu lâu thì rất là khó để chúng ta cùng tính. Bởi vì bây giờ em ưu tiên chị làm luôn. Em sẽ đi chỗ khác, ok chưa? Cái bàn đó là Thương đã chọn từ trước và nhờ nhân viên ở đó set up thành một bàn tiệc, set up từ trưa luôn mà cứ lu bị nói là tôi nhường cho chị mà nói năm lần bảy lượt, một lần hai lần mình im rồi, nhường gì ở đây. Cú này mình không làm được nữa, mình ở qua bên kia làm. Đi. Bây giờ đổi hết, mất hết luôn, xong còn bị tranh giành nhau bối cảnh nữa, chán thế sợ luôn. Này cũng không có gì đã để mà chơi hết trơn. Cuối cùng là thôi Phương lại chọn phương án là thôi mọi người cùng quay ở mặt phía trước thì Phương tụt ra mặt đằng sau Phương quay. Và điều đó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tiến độ. May mà Phương phân chia được thời gian tính những góc máy trước, chứ nếu không thì chắc là về không dựng được. Trước đó thì chị Phương cũng đã hứa với chị Thu là sẽ nhường chị Thu 3 lần. Nên mình nghĩ chắc lần này cũng là lần thứ 3 mà chị Phương sẽ nhường chị Thu. Và mong rằng chị Phương sẽ không nhường nhịn nữa để team có thể có được kết quả tốt nhất. Anh nha, anh là anh cực kỳ ưng chất liệu của chiếc ghế này. Nghe nói là được làm từ... Lại luôn đi, em Hào Xanh ơi. Chị đã xin chị Phương cái góc này rồi. Em clear giúp chị, các bạn đang diễn mà. Cả ba đội cùng thực hiện.
thử thách ở trong cùng một thời điểm và cùng một cái địa điểm như thế thì riêng cái vấn đề mà có người cứ chạy qua chạy lại trong khung hình của mình như thế là hoàn toàn không thể sử dụng được. Nên là team của Thùy Duyên và Minh Triệu đã phải mất một khoảng thời gian khá là dài bởi vì mình cứ phải quay đi quay lại rất là nhiều lần. Đừng che miệng nhiều quá, cái tai bên kia. Đừng có che làm gì mất miệng mất cái gì, mày cứ che cái mặt kia trời. Cái tai qua bên kia, cái tai qua đây nè. Lúc mà vô set thì tụi mình cứ bám theo cái mood là phải làm cái gì nó cũng phải sang. Cho nên là tụi mình không có cười như ý Thư muốn và chị Thư bị cáu, chị Thư quá thì tụi mình kiểu reset lại. Đúng rồi. Khúc sau thì cũng đã làm ok rồi. 2, 1, action. Xin chào quý khách. Quý khách đến với Phố Sinh mong muốn tìm sản phẩm như thế nào ạ? Sao chia sao? Hai đứa đi vào cùng lúc hả? Ừ. Cái mình tính là mỗi đứa tự đi vào riêng mà. Anh tự nhiên là đúng một rồi. Cái cảnh này mà hai người làm. Làm đi. Hai đứa đi vào cùng lúc hả? Ừ. Cái mình tính là mỗi đứa tự đi vào riêng mà. Tự nghĩa là hai đứa tự đi tới riêng chứ nó bạn bè gì đâu tự nhiên đi vô chúng. Thì nó đang hơi bị khó tính. Thì mà thử không tính. Không có tính gì hết. Bây giờ một đứa out đi. Quay cái cảnh này từng đứa. Đứa nào quay trước bâu qua đây. Rồi, cọc đi vô một mình và thoại đúng cái câu của em thôi. Chẳng lẽ là tự nhiên là một cái cảnh này mà hai người làm. Làm đi. Đã nói là làm để còn edit mà. Đừng có bàn nữa, những cái gì đã thống nhất đường okay. Ra đừng bàn nữa. Rồi. Thật ra là mình cũng gặp hai chị căng thẳng với nhau nhiều rồi. Thì cũng không lạ lắm. Tất cả mọi người chỉ đang muốn là team mình có một cái sự thể hiện tốt thôi. Cho nên là sẽ không ai hiểu nhầm ai quá lời hay là to tiếng với nhau điều gì đâu. Cố lên, còn 5 phút, cố lên. Đưa đèn đỏ cho Toại. Toại đưa đèn vàng bên kia. Hai người gái xuống trước. Thôi kệ đi, đẩy đi, chị lấy cái khác. Quay cái test tính trước đi. Cái nhịp đó rất là hối hả, dồn dập. Nhưng mà khi ngồi xuống phải định hình lại. Diễn nét sang chảnh nè, quý phái nè. Mình còn 5 phút ạ. Mình còn 5 phút đúng không? Tập trung diễn nha Bông. Rồi, đau bình tĩnh. Xung quanh chỉ là phù du. Càng về sau càng thấy như là không gian giống như là mình cảm giác giống như là bị vỡ trận á. Mọi thứ quá hỗn loạn và kiểu mọi người bắt đầu là góc này góc kia rất là chí chóe. Rồi bắt đầu lia ra lên mặt. Bâu ơi, tập trung. Bình tĩnh. Sắp hết thời gian rồi và hai chị rất là cuốn và làm cho tụi mình cũng phải cuốn theo. Những giây cuối rất là hỗn loạn. Trời ơi, mình cảm giác giống như kiểu là cái khung cảnh ở đấy thực sự là hỗn loạn. Ngoài những cái tiếng hét thanh, đâu đó Duyên còn nghe thấy cả tiếng đổ bể. Diễn từ từ chậm rãi lên nha. Chị về chị thích thì chị tăng trận đấu sau. Đúng rồi. Thôi chết rồi. Anh ơi, bể cái con đó rồi. Anh làm vỡ một cái bóp. Mình nghe một cái tiếng rất là giòn luôn. Mình rất là sợ, nhiều khi bể rồi cái bể phim sẽ bị lúng túng. Thôi chết rồi. Anh ơi, bể cái con đó rồi. Rồi cứ diễn tiếp, làm tiếp đó, hồi xử lý sau. Làm tiếp luôn. Cảm giác lúc đó mình cũng bị ảnh hưởng tâm lý là mình cũng bị lo sợ nhưng mà chị Phương bảo là không sao, cứ quay, tập trung quay đi, cái đó tính sao. Thì mình vội vàng mình lấy tâm lý về và tiếp tục cái sụt quay để không phải làm ảnh hưởng tới cái video clip. Rồi, lên đùi, đúng rồi. Đi ra ngoài, không quỳnh xử lý này cho chị cái, xem hư hỏng gì như thế nào. Nhá, cách ngồi thường làm sao. Rồi đi ra ngoài em ơi, đi tiếp. Ok, rồi em chỉ cần thế thôi. Rồi anh ơi, qua đây. Sofa này thôi. Qua đây. Chắc không kịp đâu Ngọc ạ. Anh ơi qua đây. Thời gian thì cũng đã gần hết và chỉ còn vài phút nữa thôi là bọn mình còn rất là nhiều những scene chưa quay xong. Lúc đó thì chia đôi ra, chị Duyên sẽ hướng dẫn cho mình, còn chị Triệu sẽ lo bầu. Bọn mình đã tận dụng tương đối tốt những cái giây cuối cùng, những cái phút cuối cùng trong giờ đó. Mọi người ao dùm cái đằng sau bên kia kìa mọi người ơi. Mọi người bên kia ao dùm cái. Lê bốn cảnh nhanh. Chị ơi, chị ơi. Vui vẻ nha, đi mua sắm. 1, 2, 3 diễn. Vui vẻ lên nào, đi shopping. Đúng rồi. Ok, xong, cảm ơn mọi người. Thôi chị xin đúng mấy cái này nữa thôi, sắp hết rồi. Từ cho em một cái xin này, anh lướt qua cái đâu rồi, đây, anh cho em xin một cái xin của cái chữ ác cho Ben Trump này cho em cái. Thái Bin, mọi người ơi, hết giờ rồi kìa, Thái Bin lẹ lẹ.
để cho mình có một cái TVC nó chất lượng nhất có thể. Vì vậy mà cho đến cái lúc mà hết giờ, Thương vẫn còn muốn làm thêm nữa. Phương đã tính các cú máy trước khi mà Phương vào set quay rồi, để làm sao đúng trong cái thời gian trình cho thì mình sẽ hoàn thành được nó. Còn một khi đã phải xin thêm thì một phần nào cũng có thể là hơi phạm luật rồi, nên là Phương sẽ không làm những điều phạm luật. Không người bị hâm dọa. Đặt tả con cờ nha, cái tay đó được đẹp rồi đó. Để lên, cạch rồi lia lên mặt luôn. Rồi rút ra luôn. Rút ra thấy ba người luôn. Rồi ok được rồi. Trung tâm nội thất cao cấp Phú Sinh, trải nghiệm mọi phong cách sống. Tốt. Ok rồi, cắt đi anh ơi. Không kịp rồi, giờ em ơi, thôi khỏi đi em ơi. Đã làm hết sức rồi. Hy vọng là cái bước hậu kỳ sẽ chất lượng để có ra được một cái TVC 10 điểm. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình, hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Chào mừng các vị quay trở lại với The Face Việt Nam 2023, phần đánh giá và công bố kết quả. Chương trình The Face Việt Nam 2023 do Multimedia JFC nắm giữ bản quyền tổ chức và sản xuất, đồng hành cùng với BU Model Zen Image Coach. Và bây giờ xin mời 7 thí sinh quay trở lại với trường quay của The Face Việt Nam 2023. Tôi xin được trân trọng giới thiệu thành viên ban giám khảo, những người quyền lực nhất trong tập này. Xin được giới thiệu ông Dương Quốc Nam, CEO and Founder của Hoàng Nam Group. Xin chào host Nam Trung, chào 4 huấn luyện viên và xin chào tất cả các em đã có mặt tại đây ạ. Kiến trúc sư Naomi Thủy Nguyễn, nhà sáng lập công ty tư vấn kiến trúc và nội thất YC. Theo những gì tôi được biết, chị Thủy sẽ là một người vô cùng rạch ròi và sẽ không khoan nhượng đâu ạ. Tôi là cái người sống theo bản năng. Cái bản chất của các bạn như thế nào thì cái bản năng của tôi sẽ hiện ra ngay cái trước mặt các bạn. Đó là bản năng của tôi. Ở thế giới thì chúng ta có Naomi Campbell, nhưng mà đối với The Face Việt Nam thì có Naomi Thủy Nguyễn. Xin cảm ơn sự có mặt của anh chị ở trong phần đánh giá và loại ngày hôm nay ạ. Xin mời sản phẩm của thí sinh đầu tiên, Hoàng Kim Ngân, team huấn luyện viên Anh Thư ạ. Đầu tiên thì em xin chào ban giám khảo và các vị mentor. Đây là nội thất cao cấp của Phố Sinh, nên là em muốn đưa cái hình ảnh một cô nàng sang trọng, đẳng cấp khi mà bước vô cái không gian như thế này, để thể hiện một bức hình đẹp. Không chỉ mình đẹp mà không gian cũng phải đẹp. Mình không nên tập trung vào mình nhiều, và mình cũng nên tập trung vào cả không gian lẫn người mẫu, thì nó sẽ hài hòa hơn là tập trung vào một mình. Và xin cảm ơn Kim Ngân. Cảm ơn Ngân rất là nhiều. Xin mời thí sinh Phạm Thu Huyền. Những bức hình của em muốn thể hiện phong cách sống của em thông qua là nội thất ở trong nhà và cách bày trí. Thông qua những tấm hình thì em rất là mong muốn là em sẽ là người trải nghiệm trực tiếp những cái sản phẩm tại nội thất Phố Sinh. Em là một người overthinking, nên là khi mà về nhà thì đây là những cái hình ảnh về nhà của em. Thoải mái, em làm tất cả những gì em muốn ở trên những cái nội thất của mình. Rất là tuyệt vời phần trình bày của em. Xin cảm ơn Thu Huyền, mời bạn về chỗ. Tôi xin nhường lời cho huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Với phần trình diễn của hai thí sinh Hoàng Kim Ngân và Phạm Thu Huyền, thì em đánh giá phần thi của Hoàng Kim Ngân á, em thấy bạn hơi điệu. Cái nét kiểu hơi hoa hậu và cố gắng làm cho mọi thứ trên cái thân hình của mình thật đẹp. Và cái cảm xúc diễn xuất của bạn nó hơi không có ăn nhập vì với cái không gian bối cảnh. Đó là cái phần nhận xét chung của em về Hoàng Kim Ngân. Mặt em sáng, đẹp. Tuy nhiên rằng em sẽ cần phải thể hiện mọi thứ nó có nội dung hơn và nó sẽ chắc, nó sẽ sắc nét hơn. Về phần trình diễn của Phạm Thu Huyền thì em rất là thích. Trong từng cái shoot hình riêng biệt đều có được cái câu chuyện nó liên quan tới cái sản phẩm được nhiều hơn. Và em thích cái cảm xúc với lại nội thất. Tất cả mọi thứ nó mềm mại, nó nhẹ nhàng và nó hợp lý với cái câu chuyện, với cái thần thái gương mặt của bạn đang diễn. Thế nên là với phần trình diễn của hai thí sinh này thì em sẽ vote cho Thu Huyền ạ. Xin mời Minh Triệu Kỳ Duyên ạ. Em đồng ý với chị Phương là em thích phần thể hiện của bạn Huyền hơn.
Em cũng rất là thích gương mặt của Huyền. Huyền có một cái gương mặt cực kỳ châu Á. Không biết là kết quả ngày hôm nay như thế nào, nhưng mà mình nghe được những lời nhận xét từ hai giám khảo khó tính nhất là chị Vũ Thu Phương và chị Minh Triệu nhận xét về mình bằng những cái lời khen, thì mình cảm thấy là mình làm được rồi. Bây giờ xin được nhường lời lại cho ban giám khảo ạ. Em xin mời chị Naomi Thủy Nguyễn trước ạ. Tự nhiên cái mời tôi trước. Đối với tôi là hai bạn có một cái vóc dáng rất là đẹp, đó là cái điểm cộng cho mình. Ngân có một cái nét rất là sexy, còn Huyền em có một cái khuôn mặt góc cạnh. Hỏi cái này hơi tế nhị tí xíu, nếu mà cho bạn một cái ghế thì chắc chắn rằng khi bạn về nhà bạn sẽ lấy tự selfie cho mình. Khi bạn ở trong cái trạng thái đó thì con người mình sẽ như thế nào? Thật là em rất là ít khi selfie, và khi mà nếu mà em được nhận một món quà từ ai đó tặng em là hầu như em đều chụp cái món quà đó, chứ em không có vô, em ít khi em vô lắm. Bây giờ mình không có, tương lai mình sẽ có, chứ không phải là mãi mãi suốt cuộc đời mình không bao giờ mình chụp hình với một món quà. Như mình lên 25 tuổi, 28 tuổi là mình sẽ chụp, thì mình tưởng tượng mình chụp nó ra làm sao. Tôi là cái người mà rất là soi mói, trả lời đúng câu. Ở nhà nó mỗi một lần lên giường chụp hình có mang giày không? Em chưa chụp hình ở trên giường của em bao giờ, nhưng mà đi đến nhà bạn chụp hình có mang giày lên giường không? The Face Vietnam. Mà đi đến nhà bạn chụp hình có mang giày lên giường không? Dạ không ạ. Rồi xong. Mình lên trên giường mà, mình ngã ngớn, mình lăn lộn trên giường mà sao mình mang giày được? Chị, mà mình mang giày thì làm sao mình thể hiện được? Em nói cái được không chị? Tại vì cái này á, Ngân thì em bắt tháo giày, còn Huyền thì em không bắt tháo giày. Nếu mà có lỗi thì chắc là lỗi do em. Tại vì em cũng có coi ở đâu đó, em không nhớ, là có một cái bức hình quảng cáo sofa, người mẫu vẫn mang giày, cho nên em nghĩ là được phép. Cảm ơn huấn luyện viên Anh Thư. Thật ra là huấn luyện viên Anh Thư rất là mộc. Tôi nhìn thấy người ta làm sao, mình hướng dẫn thí sinh của mình nó giống như vậy mà cũng rất là mộc. Thật ra đó, cũng đã từng có một cái quảng cáo đặt một cái giường có một cái cô nằm và mang giày. Thật sự Naomi nói cái đó là hoàn toàn sai. Cái đó là Naomi chân thành, Naomi nói thì cái đó là hoàn toàn không đúng. Nhưng bạn được một cái là bạn có đặt cái logo của Phú Sinh để thể hiện bạn đang quảng cáo nhãn hàng của Phú Sinh. Trước đó là Thư đã coi ở đâu đó, không nhớ rõ, là cũng có một người mẫu cũng mang cái giày lên giường. Mình cứ nghĩ cái điều đó là đúng. Tuy nhiên thì sau khi nghe anh chị Naomi Thủy Nguyễn chia sẻ thì mình biết là cái điều đó là sai, không có phù hợp. Cho nên là cũng rất kinh nghiệm. Cảm ơn huấn luyện viên Anh Thư. Dạ, bảo vệ cho thí sinh của mình. Thí sinh phản biện. Chị trình bày lại cái vì sao mà em lại mang đôi giày của em lên giường. Ồ, một huấn luyện viên nói rồi. Mình nói cái khác mà nó hay hơn ở đó. Thật ra thì là ngồi trên sofa chúng ta đọc sách là hoàn toàn đúng. Nhưng mà chúng ta đọc sách chứ không phải chúng ta nhìn vào cái ống kính. Bạn vừa nói bạn đọc sách mà, đúng không? Nhưng bạn không có nhìn vào cái quyển sách. Tôi là một cái người đứng về cái góc độ bên cạnh thương hiệu của Phố Sinh, thì tôi nhìn thấy những cái điều đó. Nếu mà đánh giá về những cái bức ảnh qua chuyên môn thì các bạn xuất sắc, nhưng mà để đánh giá về cái sự tương tác giữa hai bạn và cái sản phẩm thì thiếu một chút. Nhưng mà mọi thứ rất là tốt. Dạ, cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh của team huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Thí sinh Vai Ô Hổ ạ. Em xin sử dụng chủ đề với Phố Sinh là trải nghiệm một phong cách sống, và em sẽ đưa chủ đề là Rich Kid, và để cho phù hợp với lại cá tính của Gen Z hiện nay, ngã lưng xuống thôi là em đã muốn thư giãn ngay tại ghế sofa của mình, chưa cần cởi giày, nhưng mà thực sự là em không có đụng giày vào chiếc ghế, em chỉ tận hưởng thôi. Không gian nhà của em thì rất là nhỏ, nó không được rộng như thế này. Nếu như mà em có muốn nhảy múa quay cuồng gì đó nó cũng rất là khó, và chỉ có thể ngồi lướt TikTok không, chứ không có thể thoải mái thư giãn nhảy múa như thế này. Ở nhà của em cũng vậy, có một chiếc giường nó không có được mềm và nó có độ đàn hồi như thế này. Bình thường em nằm trên cái giường của em cũng hơi đau lưng. Khi mà nằm trên cái giường rất là thoải mái, nó lún xuống cái người em rất là mềm mại luôn. Cảm ơn Leo. Chúng ta sẽ cùng đến với Vũ Tuấn Anh. Dạ, em chào anh Nam ạ, chị Nam Thủy Nguyễn, anh Hot Nam Trung và 4 vị huấn luyện viên ạ.
Thú thật thì mới đầu á là em đang mặc một cái bộ model look, là một cái áo thun trắng và một cái quần đen. Em vừa bước chân vào casting á là em thay ngay là bộ suit của em để cho nó phù hợp với lại cái nhãn hàng ở Đức. Em hóa thân là một chàng trai lịch lãm, lịch thiệp và sang trọng. Em muốn cái màu rượu là màu đỏ cơ, nhưng mà chương trình lại không bao giờ màu vàng, bất ngờ quá thì em sợ là nó không phù hợp với lại cái ly này lắm. Nhưng mà em vẫn phải chụp ảnh ạ. Con em hơi chân chất ạ, các bác thông cảm. Hay quá, cảm ơn em. Anh thấy Vio là người có cái năng lượng tích cực. Anh rất là thích cảnh mà em chụp trong cái giường á, rất là đáng yêu. Còn đối với bạn, Tuấn Anh là một người rất là chân chất. Cái điều đó em cứ tiếp tục em giữ, bởi vì chân chất và chân thật nó sẽ luôn chạm tới trái tim của mỗi người. Khi anh nghe chị Vũ Thu Phương chỉ nói là chị không có giúp sức thì anh nghĩ là tụi em đã làm rất tốt vai trò của mình. Cũng như là anh có nghe Vio nói em ở nhà thì em sẽ không có một tấm nệm, anh sẽ tặng em một tấm nệm. Bây giờ mình đã được anh Nam tặng một món quà rồi, đó là một chiếc nệm mới. Và mình rất là cảm ơn anh Nam cũng như là trung tâm nội thất cao cấp Phố Sinh đã tặng cho mình một chiếc nệm. Chúng tôi rất là muốn lắng nghe lời nhận xét của chị Naomi Thủy Nguyễn ạ. Vio, ở nhà có bao nhiêu đôi giày ạ? Dạ, ở nhà có rất là nhiều giày ạ. À, hèn chi tôi thấy biểu diễn giày là chính. The Face Vietnam. À, hèn chi tôi thấy biểu diễn giày là chính. Nhiều giày thì phải biểu diễn chứ sao? Bây giờ mình không có cơ hội để biểu diễn thì bây giờ mình lên màn ảnh mình biểu diễn. Cho nên là giày nó là công cụ để nó tạo nên cái vóc dáng và cái thẩm mỹ cho mình. Nhưng giày không phải là một cái vật chính thể cho mình để mà mình đi quảng cáo cho một sản phẩm. Còn cái chuyện mà hồi nãy tôi đã comment đôi giày đó không được mang lên, giờ tôi không nói kiểu vậy. Tôi sẽ nói kiểu khác. Tôi là cái người miệng lưỡi mà. Đối với lại em Tuấn Anh, mà rượu đó là rượu gì ạ? Nước ngọt chế vào ạ. Bây giờ tôi hỏi em tưởng tượng đó là rượu gì? Mình chỉ nói là một cách rất là mô phạm đi. Nhắm mắt mở mắt, cái hình màu vàng đó là rượu gì? Em xin lỗi chị chứ em chưa uống rượu Tây nhiều, nhưng mà màu vàng thì em uống rượu táo mèo nhiều. Chính xác. Tôi có nói với lại là cậu ba rồi, bạn này là quảng cáo rượu rất là phù hợp, bởi vì bạn ra được cái tinh thần của cái người mà quảng cáo cho rượu. Ok, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của team huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên. Xin mời thí sinh Lương Thị Dương. Em xin chào ba vị, ban giám khảo và bốn chị mentor ạ. Em mang đến một tinh thần, nó là bản thân của em luôn. Tại vì em muốn thể hiện cái phong cách sống của em, đó chính là một cô gái độc thân đi về hưởng thụ cái không gian riêng tư của bản thân mình sau những ngày làm việc mệt mỏi. Em có hơi mê tín khi em biết là thử thách quay lại, nên là em đã mua cho mình một đôi giày màu xanh. Đó là cái mệnh của em. Hôm đấy khi em bước vào cái set quay, set chụp này thì nó lại là một cái set màu xanh. Và em cảm thấy là wow, thật là tuyệt vời. Và em rất là thích cái màu này. Và cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Như anh Nam nói qua là mình phải thể hiện được cái phong cách sống cũng như cái tính cách của mình qua cái bộ hình này. Và cũng như mình quảng bá luôn cả Phố Sinh. Thì em là một người thơ mộng, ngọt ngào, vui vẻ, lãng mạn, thích tự do. Và em muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng với cái hình ảnh của em, không chỉ là em đẹp mà là background và cả nội thất cũng phải xinh đẹp. Có nghĩa là nếu như với cái nét đẹp của em như vậy không nhét vô cái nhà kho thì không thể nào tôn vinh lên được cái vẻ đẹp của em cả. Và khi tấm hình này em lấy vừa xa vừa gần như vậy, nó sẽ tôn vinh luôn được cái cả việc là em đẹp, Phố Sinh cũng đẹp. Và như anh Nam cũng nói là mình phải thể hiện cái cá tính của mình nhưng mà vẫn giữ được hai điều đó. Dạ vâng, em xin hết. Xin mời người cho học một tràng vỗ tay. Và cuối cùng xin mời thí sinh Cẩm Đan ạ. Hôm đó cũng là một phần thử thách để em được trở lại với The Face. Em vẫn còn cảm xúc. Em là một người không thể kìm cảm xúc của mình lại, nhưng mà hôm nay em sẽ cố gắng. Hôm đó thì cũng có hỏi về anh em là
tại sao anh muốn đi theo hướng là sang trọng, tinh tế hay là như thế nào. Thì anh nói là em hãy thể hiện mộc mạc nhất và có thể nhất khi em là chính em. Thì em mới nhào vào và em nằm lên chiếc sofa và em hưởng thụ cái gói đó như là em ở nhà và em đang ngủ một giấc ngủ ngon. Ngay từ đầu thì chắc chắn là cho em thể hiện bản thân mình nhiều quá và em không kiềm chế được nên em đứng tại đây để thuyết trình bài này. Cái bài thuyết trình của em nó không quá là chỉnh chu nhưng nó mộc mạc và thật nhất. Xin cảm ơn Cẩm Lan rất là nhiều. Chúng tôi xin được nhường lời lại cho Vũ Thu Phương ạ. Với phần thể hiện của bạn Lương Thùy Dương thì em đánh giá rằng là bạn quá điệu, đâm ra rằng ảnh thiếu cảm xúc chân thật, bạn bị ám ảnh bởi nụ cười. Còn những cái giá trị khác còn lại để cái sự tương tác thực sự là vẫn còn thiếu cái kết nối của cái cảm xúc. Và tấm hình thứ hai thì đây là một cái dáng cực kỳ không thoải mái và thiếu logic. Cái cách mà cái frame hình ấy nó cắt sản phẩm hai đầu luôn thì đâm ra nó hơi bị thiếu cái giá trị thương mại cho cái xuất hình. Thí sinh tiếp theo là Hoàng Học. Thì về cơ bản tổng chung là em nhìn thấy là cái frame hình đều xấu. Cái thần thái diễn xuất của Hoàng Học đang cố diễn ra từng cái nét mà em mong muốn chứ không phải là thực sự có cái sự sâu từ bên trong. Sâu người mẫu nhiều hơn và không có sâu vào sản phẩm. Và ví dụ như đi cái tấm hình mà bạn ấy bảo là bạn quảng cáo về cái bình hoa thì cái hướng của bình hoa xoay ra chưa phải là hướng đẹp nhất. Và cái bông hoa lại bị cắt mất, rất là phí và tiếc cho cái tấm hình này. Cái dáng ngồi của bạn cũng không thực sự thoải mái. Bạn ngồi lệch một bên mông, đâm ra rằng tất cả mọi thứ tưởng chừng như là tận hưởng và thoải mái thì lại không. Và qua tiếp thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Đan. Thực sự cái phần thi chung của team Kỳ Duyên Minh Triệu đều bị cái frame hình của cả ba thí sinh đều bị vấn đề. Đó là không show lên hết được cái không gian rộng lớn của một phòng được setup rõ ràng bởi sofa và giường ngủ. Thì gần như là tất cả đều không thể hiện rõ nét được cái giá trị đó. Và đa phần là show nặng về thí sinh nhiều hơn là về sản phẩm, về mục đích giá trị cốt lõi của cái suốt chụp hình. Và em có ý kiến một xíu ở cái tấm hình của bạn Dương. Về cái tấm hình này thì khi mà bạn nói rằng là bạn muốn thể hiện cái posing này thì thật ra là bọn em rất là muốn bạn ý thể hiện. Bởi vì một tấm hình mà để quảng bá cho Phục Sinh thì trước hết nó sẽ phải có được một cái sự thu hút của cả model cũng như là của cả nội thất ở trong này. Thì cái cách mà bạn thể hiện ở đây nó cũng thể hiện một cái phần cá tính rất là đặc biệt của Dương, là Dương sẽ không lựa chọn những cái posing mà nó quá là an toàn. Ở một cái tư thế khó như này, nếu mà mình nhìn rõ cái gương mặt của Dương á, mình sẽ cảm thấy ra là bạn không hề tỏ ra có một cái sự khó chịu nào ở đây. Và xin nhường lời lại cho huấn luyện viên Anh Thư ạ. Ở ba bạn team của Kỳ Duyên Minh Triệu thì người mà Thư cảm thấy tiếc nhất đó chính là Lương Thùy Dương. Bạn bị loay hoay giữa chọn high fashion hay là commercial, cho nên bạn bị điệu á. Sống và làm việc với cái cá tính riêng cũng là một loại bản lĩnh và mình nên giữ cái điều đó. Và đừng, mình học thêm kỹ năng để mà với cái sản phẩm này mình sẽ làm cái điều này và với sản phẩm khác thì mình làm cái điều khác. Nhưng mà cái cá tính riêng mình phải có cái bản lĩnh mình giữ nó. Còn về cái cách thể hiện, tôi cảm thấy là cả ba bạn bị sai đề á. Bị sai đề, còn mình đang trong một cái buổi chụp hình quảng cáo cho Phố Sinh mà các bạn đang cho tôi cảm giác là các bạn đang check in trong một chuyến du lịch hay là đang check in tại nhà. Bạn đang đúng không? Bạn đang là bạn cuối cùng đúng không? À, bạn khóc đúng không? Bạn qua anh đây bạn đứng đi. Tự nhiên nó kêu tên bạn cái bạn khóc vậy. Ồ có làm gì đâu. Hả? Cái người mà tay không bắt giặc là bạn. The Face Vietnam. Cái người mà tay không bắt giặc là bạn á. Thứ nhất, về hình thể bạn không bằng các bạn. Cái đó là tôi nói thẳng luôn. Bạn có buồn tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận. Hình thể bạn không bằng, tóc tai bạn cũng không bằng. Trời ơi, kiểu chê quá là chê đi. Học cảm thấy là nó hơi nặng lời ở góc nhìn của Học. Nhưng bạn rất là may mắn là bạn biến không thành có đó. Chứ thật ra bạn không có gì hết trơn á. Về vóc dáng, về sắc dáng, về ngoại hình, tôi nói thiệt là không có. Cái xin lỗi hai huấn luyện viên luôn. À dạ không, em chỉ muốn đến chính là đang có ý tưởng thôi ạ. Dạ. Tại sao mình đến chương trình này là vì điều gì? Đến đây là chương trình đầu phay Việt Nam 2023 mà. Những người là phải có gương mặt đẹp và phải có vóc dáng thì mới được đến với chương trình này và cũng đã lựa chọn hàng ngàn thí sinh thì mới lựa được 15 thí sinh. Thì tất nhiên phải có mặt tại đây rồi. Tôi nói lại một lần nữa, nước mắt không giải quyết được gì cả. Với người khác tôi không biết, nhưng mà gặp tôi đừng khóc. Gặp tôi là phải cười. Rồi, em cũng được phản bác lại đúng không ạ? Vậy? Bye bye em.
không được nói từ phản bác, em phải nói rằng là em được ý kiến, đóng góp ý kiến ạ. Tại vì thiệt sự thì thiệt sự thì cảm xúc của mình nó rất là nó kiểu là nó kéo xuống nó tệ luôn, và mình cũng không thể nào mà kiếm ai được mà giải thích lại tại vì sao luôn á. Em thì em bám theo đề bài, là em cũng biết là đề bài đưa ra là sẽ chụp với các sản phẩm của nhãn hàng, thì em cũng biết là anh em có đưa ra là em phải có câu chuyện trong đó, thì em đã lột tả được hết tất cả tấm hình này, chắc chắn đều có một câu chuyện. Và em khóc là tại vì sao em khóc, là tại vì em vui vì em đã hoàn thành tốt thử thách. Như hả, hôm nay tôi mới biết vui là khóc á, còn buồn là sao, buồn là cười hả? Hồi nãy bạn có nói là bạn thể hiện cái sự quyền lực, bạn không có quyền lực ở đây trên, bạn mong manh dễ vỡ, đụng vô cái bạn khóc, bỏ quyền lực chỗ nào? Mình nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà thật ra mình không phải vậy. Là đây là tôi nói, tôi nhìn vô tôi nói nha, bạn là một cái người sống rất là chiều sâu, lãng mạn. Chính vì cái chiều sâu bên trong của bạn nó mới thể hiện ra được. Còn quyền lực không có đâu, cuộc đời của bạn không có chữ quyền lực trong đây đâu nha. Ok, chị Naomi là một cái người mà chị rất là cá tính, và chị sẽ sẵn sàng thẳng thắn về những cái nhận xét của chị trong phần thử thách này. Những cái phần nhận xét của chị rất là trực diện về cái cách thể hiện của Cẩm Đan ở trong phần thử thách này thôi. Thì có thể đối với một cô gái mà có một cái nội tâm nó rất là xáo động ở bên trong như Cẩm Đan, thì bạn có những cái cảm xúc mà nó rất là dữ dội thì cũng là một cái điều rất là dễ hiểu. Về Cẩm Đan thì chia sẻ với Cẩm Đan như thế này, chị Naomi chỉ nói Cẩm Đan cũng khá là đúng, nhưng tuy nhiên anh thấy có một cái điều này. Cẩm Đan, em đang có một cái lợi thế rất là tốt, rất là tuyệt vời. Thứ nhất là em có một cái tuổi trẻ, thứ hai em có một cái nét đẹp trên bức hình của em. Em là sự cộng hưởng của những nét đẹp. Ví dụ ở Việt Nam thì có chị Ngọc Thúy, ở nước ngoài tấm hình này thì có Lý Băng Băng. Và em có một cái nét đẹp nằm ngủ đó giống của Phạm Băng Băng. Em có một cái nét đẹp của ba người đó cộng lại. Khi mà quảng cáo một cái tấm hình á, thì anh coi thì dưới góc độ của anh chỉ nhìn nhận và anh thích cái nào thôi, chứ anh không nói về cái chuyên môn vì không phải giỏi của anh. Mà anh tin là em có tố chất để làm một người mẫu quảng cáo cho tất cả những thương hiệu như các anh chị đã từng quảng cáo. Và điều cuối cùng mà anh có thể nói là không thể nào nói một từ thì cũng thiếu, mà ngàn từ nó cũng thừa. Cảm ơn bốn huấn luyện viên của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ chính là giờ khắc quan trọng nhất. Xin được kính mời giám khảo của chúng ta sẽ công bố kết quả của tập này ạ. Trân trọng mời bạn Kim Ngân thuộc huấn luyện viên Anh Thư bước lên. Bạn thứ hai trân trọng mời bạn Tuấn Anh thuộc huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Bạn thứ ba trân trọng mời bạn Đan thuộc nhóm huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên. Ở đây thì tất cả các bạn đều làm tốt hết, nhưng lột tả được trạng thái của mình, lột tả được cái sự hòa mình của mình vào trong cái sản phẩm, thì tôi cũng trân trọng thông báo rằng là Đan là cái người giành tiếng chiến thắng, và xin chúc mừng Cẩm Đan quay lại với The Face Việt Nam 2023 rồi, yeah! Cẩm Đan đã quay trở lại với vòng tay của Kỳ Duyên Minh Triệu. Và thực sự đây là một cái lần comeback rất là ngoạn mục của Đan. Và mình cảm thấy rằng là nó xứng đáng với những cái sự nỗ lực, cái sự quyết tâm của bạn ấy. Cảm ơn anh chị ạ. Biết đâu trong chương trình này mình không gặp được may mắn, nhưng mà sau chương trình thì biết đâu may mắn lại đến với mình, và mọi người sẽ thấy mình một hình ảnh một cô Hoàng Kim Ngân với một chị mẹ khác thì sao? Các bạn đã làm rất là tốt, tấm hình nào cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên lại không có một tấm hình xuất sắc nhất, cho nên các bạn đã không có cú lội ngược dòng. Phương nghĩ là việc mà Cẩm Đan được chọn để comeback cũng là một kết quả dễ hiểu. Phương lờ mờ đoán được cái kết quả đó, bởi vì rằng là Cẩm Đan vẫn là một người có cái gương mặt đẹp, gọi là ăn hình, và bạn ấy cũng có nhiều yếu tố để mà phù hợp với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm của ba đội
Ở thử thách chính của tập này, các đội sẽ phải thực hiện một video quảng cáo cho trung tâm nội thất cao cấp Phố Sinh. Xin mời sản phẩm của đội đầu tiên, team huấn luyện viên Anh Thư ạ. Của video quảng cáo này là lấy cảm hứng từ ý tưởng của bộ phim Alice lạc vào xứ sở thần tiên, bắt đầu bằng khung hình của nhà sáng lập ra Phố Sinh, tượng trưng cho người sáng tạo ra vùng đất xứ sở nội thất thần kỳ Phố Sinh. Đối với em, cái việc tương tác của các bạn trong cái video clip này với sản phẩm á, thì nó đang hơi thiếu cảm xúc, và em cũng đang chưa hiểu được lắm cái ngụ ý của cái hành động mà Toại đưa cái con cờ cho Tú Anh á, là ý là nó sẽ ẩn dụ điều gì. Tất cả các hình ảnh mình chọn để đưa vào clip nó phải thực sự sàng lọc để truyền tải, nêu lên một cái giá trị gì cho thương hiệu, thì em chưa hiểu được cái điều đó ở đây. Minh Toại là cái người cầm cái con tượng để đi thẳng lên, theo đúng cái luật chơi của cờ vua là con tượng sẽ đi chéo, và khi mà cái người truyền tải cái hình ảnh của cờ vua đó, mình không biết luật của chơi cờ vua thì liệu khán giả họ có tin vào những cái hình ảnh mà mình đang truyền đạt hay không? Thật sự luôn là cái này không phải là mọi người đang chơi cờ, mà mọi người đang đi mua sắm, đang trải nghiệm và đang cảm nhận là cái con cờ này nó đẹp. Đây là giống như là cái thiết kế rất là tinh tế và truyền tay nhau để mà xem cái mẫu mã thôi, chứ không phải là mấy bạn đang chơi cờ. Cảm ơn anh Thư rất là nhiều. Cảm ơn anh Thư. Mình không hề sắp đặt để bạn chơi cờ. Cái vấn đề đó nó soi không đúng rồi. Tổ máy cho xin video của team thứ hai, team huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Của ba thí sinh của team Vũ Thu Phương cũng thể hiện rất là rõ ràng những cái phong cách sống mà Phố Sinh đã mang lại cho tất cả những người khách hàng của mình. Em cố tình để một cái khoảng lặng ở cái khoảng này để khách hàng có thể thực sự tới những địa điểm này để trải nghiệm mua sắm ạ. Em xin cảm ơn ạ. Thực sự là về phần hình ảnh của chị Phương á, em thấy rằng là có khá là nhiều scene của các bạn thí sinh á bị thấy đằng sau người đi qua đi lại rất là nhiều.
Mọi người có thể mở lại cái scene của bạn Liên ở trên giường ạ. Khi mà mình coi á, thì mình thấy rằng là ở phía đằng sau, thông qua cái gương có rất là nhiều người qua lại, rồi là đèn. Thì cái này cũng là một cái điểm rất là đáng tiếc. Vâng. Em phản biện ạ. Dạ, em rất là tiếc, rất là xin lỗi khi mà xin hình Hương Liên tung cái váy lên thì bị vướng một chút xíu ở trong cái nền đen. Bởi vì thực ra là đối diện lúc đó thì là chính team của Kim Duyên Minh Triệu đang ở đằng sau của cái set màu đỏ. Bên tay trái thì sự đội chị Anh Thư là ba đội quay với rất là đông nhân lực, điều đó là điều vô cùng khó khăn. Cảm ơn Vũ Thu Phương. Cảm ơn Vũ Thu Phương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video cuối cùng. Team huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên ạ, xin mời ạ. Trung tâm nổi hot cao cấp Phú Xuân kính chào quý khách. Quý khách đến với Phú Xuân mong muốn tìm sản phẩm như thế nào ạ? Mình đang muốn tìm một vài sản phẩm để có thể trang trí nội thất cho nhà của mình. Mình đến đây để tìm một bộ ghế sofa. Mời quý khách đi lối này ạ. Em có thích bộ ghế sofa này à? Em đang ưng cái bộ ghế sofa nhập tự ý này quá, là mẫu độc quyền ở Phú Sinh. Anh cực kỳ ưng chất liệu của chiếc ghế này luôn á. Nó làm từ mút hoạt tính, ngồi lâu không bị đau lưng, mà lại còn chống ẩm, chống mồ hôi nữa cơ. Hai anh chị có thích bộ sofa này không ạ? Chốt cái này. Anh có thể xin số điện thoại của em được không? Ngày nào tới, anh có thể mời em trải nghiệm thêm về phong cách sống. Trung tâm nội thất cao cấp Phố Sinh, trải nghiệm mọi phong cách sống. Dạ vâng, em muốn mọi người khi xem video clip này thì Phố Sinh không chỉ là một trung tâm nội thất cao cấp, mà em muốn xây dựng nó như là một cái nơi để những cái tâm hồn đồng điệu có thể gặp gỡ, những người cùng gu, cùng đẳng cấp. Và đây cũng là một nơi mà có thể kết nối giao thoa tình cảm và mọi thứ nó có thể thăng hoa hơn. Và đấy là phần trình bày của bọn em xin hết ạ. Cảm ơn em. Hai em nói hay tới mức mà anh không muốn nó hết. Thế em nói nữa nhé. Rất cảm ơn. Với video clip của Kỳ Duyên Minh Triệu thì thực ra là em lại mong chờ nhiều hơn thế. Bởi vì thực ra em đánh giá khá là cao cái tư duy của hai bạn. Nhưng mà khi xem cái clip á, thì em lại hơi tuột mút một chút xíu. Cả một cái mạch từ đầu đến cuối thì hơi bị cuốn vào cái câu chuyện của đôi bạn trẻ tới đây để tìm sự thăng hoa cảm xúc, chứ không diễn đạt được hết cái ý ban đầu của nhà sáng lập, đó là Phố Sinh, nơi trải nghiệm mọi phong cách sống. Thì cái trải nghiệm mọi phong cách sống ở trong clip này nó không thể hiện được rõ nét. Vâng, cứ hơi luôn cảm giác cứ bị tiếc. Bởi vì các em có chất liệu tốt, đó là các thí sinh của các em đẹp. Nhưng mà các em đã sử dụng chất liệu nó tốt hay chưa thì Phương cũng cảm giác là vẫn chưa. Và Phương thực sự, Phương vẫn có những sự tôn trọng nhất định thì Phương mới kỳ vọng. Thật ra thì về cái câu chuyện đặt để vào trong này thì em nghĩ rằng là mỗi một huấn luyện viên, mỗi một team họ sẽ có những cái câu chuyện khác nhau để mà mình dẫn dắt và mình đưa cái clip của team mình đến với khán giả nhiều hơn. Quan trọng nhất rằng là cái sau khi mà xem xong thì khán giả họ sẽ có những cái cảm xúc như thế nào. Nhưng mà cái này là phí thời gian quảng cáo của của nhãn hàng đây. Chị nghĩ là chắc mà để làm cho chị Phương hài lòng á, thì nhiều khi là mình sẽ lên một cái plan tầm 6 tháng. Giống như một agency chuyên nghiệp. Không, nhiều khi không được đâu. Nhiều khi lúc đấy chị lại kỳ vọng hơn thế. 6 tháng chị lại kỳ vọng là 1 năm đó. Tôi thì tôi đứng một vai trò đó là một cái người rất là độc lập và rất là khách quan. Nếu tôi có những cái gì chạm vào những cái bên trong của các bạn thì hãy bỏ qua. Với cái clip của Minh Triệu và Kỳ Duyên, hai bạn xây dựng một cái câu chuyện rất là hay. Tuy nhiên, bất kỳ một doanh nghiệp nào, người ta không thể nào thuê một cái mặt bằng 1.500m² hay là 15.000m² hoặc bỏ hàng tỷ ra để mà chỉ làm môi giới cho các cặp tình nhân đến đây thôi. Còn lại nữa là mình được cái quyền mình chọn người mà. Đâu có ai ép mình không chọn người đâu. Xin lỗi nha, xin lỗi trước nha. Mình đưa hai chú Tèo vô. Như vậy là có phải ý của chị Thủy là tạo hình ảnh cho các bạn chỉnh chu hơn đúng không ạ? Nhân viên của Phố Sinh đã luxury, người phải luôn luôn sáng,
không cần phải quá đẹp, không cần phải giống như người mẫu. Cái tinh thần của cái người đứng và cái người cười á, nó cũng rất là quan trọng. Tại vì hai bạn này bị phải đứng ra làm diễn viên cho các bạn, cho nên là nó sẽ thành là nó mất thành cái hình ảnh luôn. Cũng hơi tiếc tiếc một tí xíu. Tại vì á, là chúng ta hay có cái kiểu là chúng ta hay đổ. Hay đổ. Các bạn biết các bạn đổ cái gì không? Các bạn nhớ các bạn đổ cái gì không? Em nghĩ các bạn là... excuse á, các bạn excuse đó là tại vì như thế này, tại vì như thế kia cho nên là các bạn mới bị như vậy. Em ý kiến đúng không? Ờ. Dạ. Không, không, để tôi nói luôn cả cái vấn đề của huấn luyện viên. Anh Thư. Xây dựng cái câu chuyện á, thì phía bên huấn luyện viên Anh Thư á, có kịch tính, có drama trong đó. Tuy nhiên, cái bạn mà đứng ở giữa cầm cái đèn của Cartel, cái hãng nổi tiếng sản xuất đồ nhựa ở ngoài trời rất là bền, thì mình phải tỏa sáng cái đèn đó lên. Nó sẽ có magic một chút trong cái chỗ, cái moment đó thì là nó sẽ là hoàn hảo. Cho em nói chỗ này, tại vì đèn ở đó hết pin, không có bấm lên, không có sáng, có cái sáng. Không, cái vấn đề ở chỗ ở đây á, là không phải là excuse. Chúng ta lúc mà pitching chúng ta không đổ lỗi được cho bất kỳ hoàn cảnh, bởi vì chúng tôi nhìn cái kết quả, chứ chúng tôi không có nhìn cái quá trình. Thì đó là cái mà tôi đánh giá. Bây giờ tôi không có nói gì nữa hết, tôi nói nhiều. Cũng nói nữa. Cảm ơn. Tôi hôm nay là tôi nói nhẹ nhàng lắm rồi đó. Vâng ạ. Cảm ơn Naomi Thủy Nguyễn. Yeah. Rất tuyệt vời trong cái phần phân tích của chị. Yeah. Vâng ạ. Tôi ba hãy cho những nhận xét tổng quan ạ. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải hết sức thông cảm. Bởi vì tất cả những người huấn luyện viên của chúng ta ở đây không phải là những người sản xuất ra các cái PC quảng cáo. Mọi người đã làm được tới bước này đó là ngoài sức tưởng tượng của anh Nam. Sau cái buổi này thì chắc tôi cũng sẽ có một cái món quà đặc biệt để gửi tặng bốn huấn luyện viên của chúng ta, để ghi nhận sự biết ơn của tôi dành cho các bạn. Và đương nhiên Nam Trung thì không thể thiếu được. Tức là Nam Trung là phải có một món quà đặc biệt hơn nữa cơ. Đúng không Nam Trung? Cảm ơn. Đối với cái ngành nghề nội thất của chúng tôi á, là phải có cái sự tỉ mỉ để chúng ta có thể làm tốt. Dù là tôi không có mặt tại hiện trường, nhưng tôi có coi camera thì đội của chị Vũ Thu Phương là đánh nhanh rút gọn rất là hay. Đúng chất của một người làm doanh nhân, rất là business. Đội của Minh Triệu với Kỳ Duyên thì tôi cũng chú ý tới vấn đề hai bạn đầu tiên. Làm như vậy thì nó cũng sẽ không có được tròn trịa cho cái clip của mình. Hay là đội của anh Thư, khi các bạn make up và quay hình thì cũng phải hết sức lưu ý vì son dính vào răng. Cái đó là một cái điều mà khi mình quay vào đúng nụ cười đó thì đó là một cái gì đó rất là dễ sợ. Trong cái cả cái clip á, thì clip của anh Thư là an toàn nhất. Vì bạn làm phim mà, đúng không? Thành ra là bạn sẽ biết cách để làm như thế nào để cho nó an toàn và nó có kịch tính trong đó. Đó là anh Thư như vậy. Nếu như mà chúng ta có thời gian, có thêm sự chia sẻ và giúp sức của một vài người có kinh nghiệm nữa, thì tôi nghĩ khó mà sẽ có thể chọn được cái clip nào. Bởi vì clip nào cũng có cái nội dung hay và clip nào nó cũng chạm đến những cái gạch đầu dòng của công ty tôi hết. Ba clip đều tuyệt vời hết. Nên là các bạn sẽ phải tin là tôi không có bất cứ một lý do gì mà tôi sẽ phải thiên vị một ai hết. Nhưng mà chúng tôi sẽ chọn cái gì mà phù hợp nhất ở cái giai đoạn này để chúng tôi đẩy mạnh việc bán hàng cuối năm. Nên là đến lúc chúng ta phải chọn. Dạ. Và như vậy thì chắc chắn là bây giờ các vị giám khảo sẽ cần có thời gian để đưa ra quyết định một cách chính xác nhất. Cho nên hẹn gặp lại các vị huấn luyện viên trong ít phút nữa khi chúng ta có kết quả. The Face Vietnam. Và bây giờ chính là giờ phút quan trọng nhất của tập này. Với đề bài lần này, ba đội thực hiện một video quảng cáo cho trung tâm nội thất cao cấp Phố Sinh. Một lần nữa, xin được kính mời ông Dương Quốc Nam, CEO and Founder của Hoàng Nam Group và thương hiệu nội thất Phố Sinh. Xin mời ông hãy công bố kết quả. Bây giờ mình có đứng lên giống Thủy hay là mình ngồi ở đây ạ? Tùy vào ba thôi ạ. Tùy vào cảm xúc của thôi, chắc cho tôi ngồi để tôi yên, thì tôi đứng tôi run, tôi cũng sợ tôi té. Trong tất cả các em ở đây thì ai cũng có thể làm được KOL của Phố Sinh hết. Nhưng mà để phù hợp cho cái nhãn hàng thì nó có nhiều cái yếu tố. Anh muốn chọn hai bạn để ký làm KOL của Phú Sinh. Anh sẽ chọn nữ trước đi ha. Anh muốn hỏi tên của từng bạn nha. Em tên gì em? Bên đây ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Trâm.
Dạ em tên là Võ Minh Tỏi. Dạ em tên là Xuân Hạnh ạ. Rồi đầu bên kia. Dạ em tên là Phạm Tuấn Ngọc ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Phương Vi. Em tên là Cẩm Đen ạ. Dạ em tên là Lâm Hồng Anh. Em tên là Nguyễn Hương Liên ạ. Liên ơi, chúc mừng em qua đây đi Liên ơi. Chúc mừng Liên nha. Ok. Và người thứ hai, anh sẽ chọn một bạn nữa, chính là Tuấn Ngọc. Cảm ơn anh. Cảm ơn Tuấn Ngọc rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Liên nha. Rồi, chúc mừng hai em. Phú Sinh sẽ cho người liên lạc để hẹn hai bạn đến văn phòng và sẽ ký hợp đồng. Em cảm ơn anh. Và chuyển khoản. Cái điều đó nó quan trọng chứ đúng không? Và bây giờ sẽ chính là giờ phút quan trọng nhất của tập này. Kết quả chung cuộc, đội nào sẽ là đội chiến thắng trong tập 8 của The Face Việt Nam 2023? Và xin mời ông Dương Quốc Nam ạ. Trước khi công bố, anh có một điều cảm ơn anh Thư. Bởi vì đó là một cái điều vô tình. Anh có một đứa con gái, anh rất thương bạn ấy. Và bạn ấy tên là Alice. Và con gái của anh khi anh đặt tên nó là Alice thì chính là Alice Wonderland. Và khi em làm cái câu chuyện mà Alice Wonderland, anh thật sự rất là thích. Anh nghĩ đó là vô tình của em, nhưng mà anh rất là cảm ơn. Đối với anh là cái người CEO để chọn ba cái video clip thì sẽ có những cái tiêu chí để chọn. Và khi nhắc tới Phú Sinh thì phải nói tới hai từ cao cấp. Đó là tiêu chí của nhãn hàng. Để tôi xuống từ đường này. Tôi xin tuyên bố The Face Vietnam. Tôi xin tuyên bố và xin chúc mừng đội chiến thắng Anh Thư. Vâng, và xin được chúc mừng đội của huấn luyện viên Anh Thư đã giành chiến thắng trong thử thách chính của tập, đến từ thương hiệu nội thất cao cấp Phố Sinh. Rồi, cái này phải nói là tổ độ định mệnh là mình phải chiến thắng tập này. Hồi hộp, nhưng mà cuối cùng tổ đã độ con. Và bây giờ chính là lúc các mentor Vũ Thu Phương, Minh Triệu và Kỳ Duyên, các bạn sẽ cùng phải bàn bạc và đưa ra thí sinh của mình vào phòng nguy hiểm. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả các bạn thí sinh, các vị huấn luyện viên, ông Dương Quốc Nam và bà Naomi Thủy Nguyễn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong thử thách tiếp theo của The Face Việt Nam 2023. The Face Vietnam. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Chị biết chắc em đang chơi chiêu với chị, cho nên em đừng trách chị sẽ chơi chiêu với em. Chào mừng Cẩm Đan đã quay trở lại với căn phòng áp lực. Em mới quay trở lại xong rồi để một người ra đi thì chắc em cũng không biết em cảm xúc em như thế nào nữa rồi đó. Thiệt luôn, rất là buồn. Chịu đó. Chị lần này đổ ha, không còn thông báo kết quả nữa. Nhưng mà không chờ đâu. Đây cũng sẽ là cái thử thách tiếp theo của em. Và em phải lên dây cót lên. Em nói là em sẽ cố gắng 100%, nhưng thật sự là bây giờ em đang máu chiến là 1000 trên 1000, chứ không còn 100 trên 100 nữa. Và em cũng muốn là cho mọi người thấy em trở lại vì em xứng đáng, chứ em không phải là vì một sự may mắn, chỉ vì một tấm hình mà em lại trở lại như vậy. Trước mắt là như vậy. Còn thử thách tiếp theo dạ, phải chứng minh cho mọi người thấy được năng lực của em như thế nào. Em thấy thế nào về phần trình diễn của mình hôm nay? Em này thích lắm luôn á. Em xem cái video của em thì em thấy em khác đi rất là nhiều, và em có sự tiến bộ hơn rất là nhiều, và em đập vỡ được những cái vô lý của em gò bó lại. Cho nên là em cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay tụi em đã làm tốt. Cái hình ảnh của mình khá là chỉn chu và hàm chứa đầy đủ những giá trị trong đó. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là giấc mơ của anh Nam thôi, không phải giấc mơ của con anh ấy. Và trong chuyện này chị nghĩ là mình hoàn toàn tôn trọng nhãn hàng. Bởi vì đây là một cái phần thi cho nhãn hàng, và nhãn hàng có quyền đặt cảm xúc của họ vào ở trong những sự lựa chọn của họ. Cái thử thách vừa rồi, công tâm mà nói, chị bất ngờ với chiến thắng của em. Chị phải dùng từ là thảm khốc.
Em cũng thấy là quyết định của anh Nam dựa nhiều trên cảm xúc. Sau phần thuyết trình em lại nghĩ rằng là chỉ có thể team mình hoặc team chị Phương. Chị cũng nghĩ như thế, đúng. Nếu mà cái chiến thắng này á là team của chị Phương đi, còn dễ hiểu. Còn không có những cái sự bất ngờ như thế này. Hôm nay mình xui thôi. Xui là vì con gái của anh Nam cũng tên là Alex. Mà thực sự cái vibe của clip của chị Anh Thư á, đúng hơn nó phải là Vespine, chứ nó không phải là Alice ở xứ sở thần tiên. Có rất là nhiều những cái thứ nó mâu thuẫn với nhau ở đó. Nhưng mà thôi, thật sự các em đã làm rất là tốt. Và bọn chị sẽ không có bất cứ những cái đánh giá nào về các em cả. Chỉ đơn giản ngày hôm nay chúng ta không có được chiến thắng vì chúng ta xui. Chúng ta cần phải bàn với nhau xem cách nào vẫn có thể giữ ba em được. Hương Liên ngày hôm nay được cái đại diện của nhãn hàng thì không có lý do để đưa em vào được. Bây giờ chỉ còn Xuân Hạnh với Hoàng Oanh. Em nghĩ là nếu em làm không tốt thì chị cứ đưa em vào thêm một lần nữa. Hôm trước em đã vào gặp chị Thư rồi đúng không? Dạ. Chị Thư có hù là gặp lại em thì có sẽ sửa em không? Có. Cái đó là cái quan trọng. Tại vì mình cũng phải tôn trọng lời chị nói, chị gặp một lần nữa chị xử thật thì chị có lý do để chị xử nữa. Nếu mà Hoàng Oanh vào một lần nữa thì em thấy là hơi rủi ro. Quá rủi ro luôn. Còn nếu mà em vào gặp chị Anh Thư lần đầu thì nó sẽ khác. Nghĩ là nên để em vào. Theo chiến lược để mà có thể giữ team thì mình nghĩ là mình nên vào vòng loại, khả năng sẽ ở lại cao hơn so với Hoàng Oanh. Vì chị Anh Thư cũng đã hứa là nếu gặp Hoàng Anh một lần nữa thì sẽ... Bây giờ chị sẽ nói về tình hình của team mình nhé. Mình vẫn còn một thử thách nữa, và đặc biệt thử thách cuối nữa, độ khó nó sẽ rất là cao. Mình phải đặt vào một cái bối cảnh, nếu trong trường hợp xấu nhất người đưa vào vòng loại không thể quay về, thì điều đó đồng nghĩa với việc là thử thách tiếp theo Đan sẽ phải cộng tác với Bâu hoặc là Ngọc. Cái việc này đối với chị rủi ro quá cao, vì Đan chưa có thời gian teamwork với mọi người nhiều như là cái cách mọi người teamwork với nhau bữa giờ. Cho nên hơn hết chị vẫn ưu tiên team mình phải giữ được đội hình 3 người. Cái điều đó nó mới đảm bảo cho team mình ngồi ở vị trí của bọn chị để đưa ra cái quyết định này thực sự nó khá là đau lòng đấy. Chị nghĩ là trong mắt của Kỳ Duyên Minh Triệu thì Tuấn Ngọc sẽ mạnh hơn Bâu. Các bạn sẽ không dám đưa Tuấn Ngọc vào đâu. Khi nhãn hàng đã chọn mà vẫn đưa vào thì cũng hơi kỳ. Hôm nay là xác định rõ là Bâu sẽ vào thì em nghĩ là phải có một người ăn nói tốt hơn Bâu. Nhưng mà đúng cái phải gặp Tuấn Ngọc đấy chứ cũng sốc ngang. Tới vòng này thì ai cũng muốn giữ thí sinh của mình lại cả. Nên khó đưa thí sinh yếu vào lắm. Đăng ha. Và thử thách tiếp theo để giữ cho đội hình đi được vào trong đó ba người. Chị nghĩ Ngọc, em phải nên là người làm điều đó. Nhưng nếu như mà Ngọc vào vòng loại thì em có cam tâm không? Nãy là em ngồi nói chuyện với hai đứa rồi. Em bảo là tí nữa anh sẽ xin hai chị vào vòng loại, cấm được cãi. Lúc đấy là em cũng sợ hai chị mắng, bởi vì đấy không phải quyết định của em. Nhưng mà thực sự là em không muốn vô vòng loại. Và đối với em á, mong muốn lớn nhất khi mà đến bây giờ Face là được mọi người công nhận. Qua khoảng 3-4 tập vừa rồi thì em nghĩ rằng là một phần nào đó mọi người cũng nhìn được sự cố gắng của em rồi. Kể cả em về đi mà cho Bâu một cơ hội nữa để Bâu có thể bật cao hơn thì em hoàn toàn thoải mái với vấn đề đó luôn. Và quyết định ở hai chị em không có bất kỳ ý kiến gì. Bâu có rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên khi mà vào một loại thì Bâu chưa đủ bản lĩnh, cũng hơi rủi ro thật. Tại sao mình không đứng ra và bảo vệ em gái mình? Mình là người duy nhất ở trong team chưa vào vòng loại. Anh Tuấn Ngọc muốn đứng ra để bảo vệ mình. Mình ở lại mình cũng không cảm thấy là vui vẻ gì. Chị cũng rất là respect cái quyết định của Ngọc nhé. Khi mà chị với chị Duyên bàn với nhau á, nếu Ngọc nói là em cảm thấy điều này nó quá rủi ro và em chưa cam tâm để em làm điều đó, chị sẽ gửi Bâu đi. Vì đâu đó chị vẫn muốn có cơ hội công bằng hết cho tất cả mọi người, chứ không phải là mọi thứ nó sẽ luôn luôn nằm trên vai của em, vì em là người đàn ông duy nhất trong team. Trong cuộc chơi này chị nói rõ luôn, nếu Bâu vào phòng loại trừ, xác suất là 0% để bước ra, chắc chắn. Nếu Ngọc vào phòng loại trừ, xác suất là 50-50. Chị biết Ngọc đã vào trong đó một lần rồi, nhưng ở đây chị Thư sẽ gặp em lần đầu tiên trong vòng loại chứ không phải là chị Phương nữa. Và đúng với cái câu liều ăn nhiều, cũng đã đến lúc mình nên thử. Vì trước giờ team mình quá nice rồi, mình nên có một cái động thái chiến đấu. Và chị muốn em chứng minh cho mình xứng đáng để mà mình ở lại và góp mặt vào chung kết. Chị có thể đặt tin tưởng với em ở điều đó hay không? Em chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Tới khúc này muốn ôm một cái. Hiện tại thì chị với Duyên đánh giá là Tuấn Ngọc có sự tiến bộ rõ rệt nhất và có sự nổi bật trong dàn thí sinh của The Face Việt Nam 2023. Cộng với những năng lực của Tuấn Ngọc thì bọn mình có thể đặt niềm tin rất là lớn vào cái sự thuyết phục của bạn ấy đối với chị Anh Thư trong vòng loại. Em nghĩ là lần này nên cho chị Hạnh vào, vì Bâu tuy là ít nói nhưng mà nói rất là trọng tâm, vào được tâm lý chị Hạnh vào để có thể nói tốt hơn. Chị sẽ quyết định chọn Xuân Hạnh vào. Vâng ạ. Và chị tin là em sẽ quay về với gia đình chúng ta. Chắc chắn là bên kia sẽ là một bạn nữ rồi. Có thể đấy là Hoàng Oanh. Thì mình hãy suy nghĩ trước xem là với
Hoàng Oanh, mình có cái gì hơn. Xét về năng lực á, chị đánh giá em cao hơn Toại tại thời điểm này. Cho nên nếu như mà không vì một cái lý do gì thực sự chính đáng mà chị thử loại em á, chị sẽ làm ra ngu ra khoai. Quyết tâm không? Quyết tâm ạ. Nào, chiến binh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Team của chị Vũ Thu Phương chỉ còn các bạn thí sinh nữ thôi. Nếu Tuấn Ngọc vào là một thí sinh nam thì kể cả chị Thư có cái sự lựa chọn không đều rõ ràng, nhưng khi mà đặt giữa một bạn nam, một bạn nữ thì chắc chắn một điều rằng là cái góc nhìn của mình về từng bạn đó nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Bye bye mọi người ơi. Ô Lan, bọn chị sẽ thức đợi em. Áp lực tạo kim cương. Team Phượng Hoàng sẵn sàng chiến đấu. Yeah. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi và mình nghĩ là mình sẵn sàng để chiến. The Face Vietnam. Face Vietnam. Rất bất ngờ nha. Mình cứ nghĩ là mình sẽ gặp Bâu cơ. Tuấn Ngọc đã vào màu lại một lần rồi. Tuấn Ngọc hiểu cảm giác rằng là ở trong đó nó như thế nào. Và mình biết rằng là mình phải làm gì để có thể bước ra. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Em còn nhớ những gì chị đã nói với em ở vòng Big Team không? Hả? Tuấn Ngọc. Nếu như em không chọn theo diễn viên hành động thì đó sẽ là điều rất phí. Em quyết định đi tới cùng với thời trang và em sẽ chọn diễn viên Minh Triệu và Duyên. Khi Duyên Triệu gửi em vào phòng loại trừ thì chị sẽ loại em thẳng tay. Em nhớ ạ, bất kể khi nào mà em vào vòng loại thì chị sẽ loại em. Mentor của em hoặc là rất can đảm, hoặc là rất coi thường lời chị nói mới dám đưa em vào. Rõ ràng em vừa mới thắng thử thách, tại sao lại đưa em vào vòng loại? Khi mà mở ra thấy Tuấn Ngọc nằm trong cuốn sổ thì Thư rất là giận luôn. Bây giờ chị muốn lắng nghe từ phía Tuấn Ngọc. Trước tiên là em muốn và tâm sự một chút về cái quyết định của em khi vào vòng Big Team. Thật sự em rất là áy náy. Và cái điều này thì chắc là anh Minh Anh sẽ biết rõ nhất. Lúc đó hai anh em dắt nhau ra và em có nói luôn với anh Minh Anh lúc đó là thật sự em rất là áy náy và rất là muốn xin lỗi chị. Bởi vì là chị Thư rất nhiệt tình với em. Thật sự lúc đó cái quyết định của em phụ thuộc vào cái đường hướng của em mà em đã vạch ra trước đó, và em nghĩ rằng là mình sẽ phải đi theo nó. Thật sự nếu như sau này em có cơ hội thì em vẫn muốn học hỏi thêm từ chị Thư rất là nhiều. Ở vòng Big Team thì em cũng thấy là cái sự nhiệt tình của chị dành cho em rất là nhiều. Em hoàn toàn có thể là một người mẫu đa năng và hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Thật sự là em đến với The Face không chỉ là mình kiếm một chút fame, mình kiếm một chút nổi tiếng rồi mình đi chạy show, mà thật sự là em đến với The Face em muốn trở thành một người đại diện cho thế hệ người mẫu tri thức trong thời đại mới. Nếu như sau này em là một người có tầm ảnh hưởng thì em tin rằng là em sẽ dùng cái tầm ảnh hưởng đó để có thể mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Em muốn rất là nhiều thứ ở tương lai, vậy tại sao em lại chấp nhận vào phòng loại này để bảo vệ cho những người yếu hơn mình? Lý do gì vậy? Em là người anh. Đối với Bâu thì đối với em đơn giản đây chỉ là một sự bảo vệ đối với người em của mình. Kỳ Duyên Minh Triệu biết cái tính của Thư sẽ giữ lại thí sinh mạnh. Cái điều này là một cái sự chơi chiêu, mà chơi chiêu không đúng lúc.
Bà tổ chức, bây giờ anh Thư muốn gặp Minh Triệu và Kỳ Duyên ngay lập tức tại căn phòng này. The Face Vietnam. Nếu như Minh Triệu và Kỳ Duyên không có mặt, đồng nghĩa với chuyện Tuấn Ngọc sẽ bị loại ngay lập tức. Thế bây giờ sao? Vậy thì tôi muốn là chị cũng muốn là tất cả mọi người. Tôi nghĩ là mình thí sinh sẽ làm. Khi nhận được cái lời mời của chị Thư thì bọn mình cũng biết là sẽ có một cái điều gì đó sắp sửa xảy ra ở trong vòng loại rồi. Và chắc chắn là sẽ liên quan đến thí sinh ở trong vòng loại. Em chào chị. Em chào chị ạ. Xin chào hai em. Bây giờ chị sẽ nói ngắn gọn thôi như thế này. Ở chiến thắng lần trước, chính Minh Triệu và Kỳ Duyên đã nói là nếu ở vòng sau hai chị đưa thí sinh mạnh vào vòng loại thì tụi em sẽ loại thí sinh mạnh của chị, đúng không? Em nghĩ với những vòng trước á, bọn em cảm thấy hơi bất bình. Vì em thấy những thí sinh họ làm rất tốt nhưng họ vẫn phải ở trong vòng loại này. Đó là lý do mà em muốn gửi cái thông điệp đó đến chị Thư và chị Phương. Chứ nếu như mà thật sự em muốn chơi game như vậy thì bọn em nghĩ là bọn em sẽ không cần phải warning điều gì trước cả. Vậy thì bây giờ chị muốn hỏi Minh Triệu và Kỳ Duyên một câu. Tuấn Ngọc là thí sinh vừa được nhãn hàng lựa chọn. Vậy việc Minh Triệu và Kỳ Duyên đưa Tuấn Ngọc vào đây có phải là đang chơi chiêu với chị không? Team của em á không còn nhiều sự lựa chọn nữa. Team em còn 3 thành viên. Chị không nghĩ là tụi em không có sự lựa chọn. Dạ hai thôi ạ. Đan em không có quyền đưa Đan vào vòng loại. Tại vì Đan đâu có tham gia thử thách. Tại sao không đưa Phương Vi vào? Trong thử thách vừa rồi em không thấy bạn nào làm tệ cả. Thực sự mà nói, Phương Vi phải là người vào phòng loại trừ hơn là Tuấn Ngọc. Trong điều kiện team em đang có một thành viên mới, có thêm Đan nhưng chưa chắc là được. Chính vì vậy, em nghĩ chỉ có một cách là bảo toàn 3 thí sinh thì đây mới là một thử thách công bằng cho tất cả các bạn. Chị thấy điều đó cũng không công bằng cho Tuấn Ngọc. Em là mentor mà em còn đánh cược tương lai của Tuấn Ngọc như vậy thì chị quyết định nó cũng rất là bình thường. Em nghĩ chị Thư cũng đã có lần đánh cược rồi mà. Cái lần mà em ngồi ở đây và toại đi vào phòng loại lần đầu tiên. Sau đó em vẫn cho toại cơ hội lần thứ hai. Mặc dù lúc đó toại đang là thí sinh có phong độ rất tốt và bỏ xa Tuấn Ngọc. Không chỉ một lần, hai lần. Triệu à, và đây là tập 8 rồi. Ở những vòng này là những vòng cuối cùng. Và thí sinh chạy đua với nhau rất là xích sao. Chị thấy không thuyết phục. Bản thân Ngọc là người rất cam tâm để đứng đây. Em nghĩ đó là lý do và bằng chứng thuyết phục nhất đối với chị Thư. Dù cho em có giải thích thì đây vẫn là hành động lấy Tuấn Ngọc làm bia đỡ đạn như em đã từng. Và nếu lần sau team em thua nữa thì em lại tiếp tục lại đưa Tuấn Ngọc vào à? Đây không phải là sân chơi của riêng em. Em nghĩ là mỗi người có một lý lẽ riêng đó chị Thư. Khi em đưa Tuấn Ngọc vào đây thì chị biết chắc em đang chơi chiêu với chị. Cho nên em đừng trách chị sẽ chơi chiêu với em. Chúng mình đều hiểu rõ câu chuyện là cuộc chơi nó cũng chỉ là cuộc chơi thôi. Cuộc đời sự nghiệp thì đối với em nó dài hơn. Đồng ý, đây là cuộc chơi. Dám chơi thì phải dám chịu. Em nghĩ thật sự chị Thư ạ, khi mà Xuân Hạnh đứng ở đây, ở trong team của chị Phương, Xuân Hạnh không phải là một thí sinh yếu. Team của chị Phương cũng sẽ là một cái điều để mà có thể bảo toàn nhất cho team của mình. Hai em có nhớ những gì chị đã từng nói ở vòng Big Team không? Nếu chị gặp lại Tuấn Ngọc, nhất định chị sẽ loại Tuấn Ngọc. Kỳ Duyên Minh Triệu coi Tuấn Ngọc như là một át chủ bài. Mỗi khi muốn giữ thí sinh thì cứ đưa Tuấn Ngọc vào. Và hiểu được tính của Thư, cho nên là không tin là Thư dám loại Tuấn Ngọc.
Tuy chị là người rất cảm xúc, nhưng chị là người luôn giữ uy tín với lời nói của mình. Và chắc chắn ngày hôm nay chị sẽ loại một người của team Kỳ Duyên Minh Triệu. Mình cảm thấy hơi bất ngờ. Cái câu nói đó thực sự nó phá bỏ đi hết tất cả những cái hình ảnh mà trước giờ chị Thư là một người huấn luyện viên rất là công tâm. Em nghĩ nếu như mà quyết định đơn giản vậy á, thì chị Thư chắc không cần gặp bọn em. Đúng vậy. Chị muốn gặp hai em là có lý do. Tại vì chị đang rất giận. Nhưng chị vẫn còn muốn chừa cho hai em một cơ hội. Em biết điều đó. Vậy thì bây giờ cho chị hỏi. Trước mặt chị, ba cái tên Kỳ Duyên, Minh Triệu, Tuấn Ngọc, hai em muốn chị loại ai? The Face Vietnam. Trước mặt chị, ba cái tên Kỳ Duyên, Minh Triệu, Tuấn Ngọc, hai em muốn chị loại ai? Chị không nghĩ là chị Thư có thể làm được đến vậy luôn á. Wow luôn á, thật sự không nghĩ được. Thế mới là giới hạn nào cho chị Thư nữa đây. Chị không thể loại em học viên được. Nó không phải là sự lựa chọn để em có thể chắc chọn chắn được rồi. Là chị không thể tự loại, mà chị muốn tụi em quyết định. Em không thể quyết định với một điều nó không thể xảy ra như vậy được. Chị nói rất rõ ràng và rất dễ hiểu. Nếu muốn chị giữ lại Tuấn Ngọc thì The Face Việt Nam sẽ chỉ còn Minh Triệu hoặc Kỳ Duyên, không còn là Minh Triệu và Kỳ Duyên nữa. Tụi em có dám hy sinh Tuấn Ngọc vì cái sự luôn có nhau hay không? Các bạn có sẵn lòng hy sinh cái sự có nhau của mình không? Lúc nào cũng phải đứng gần nhau, lúc nào cũng phải có đôi có cặp. Dám hy sinh cái điều đó vì thí sinh của mình hay không? Em thấy nó sai với format của chương trình. Format của chương trình chỉ có 3 mentor thôi. Nhưng ngay từ đầu nó là 4 chị ạ. Hình và bây giờ tất cả mọi em thứ. Phải lựa chọn thôi. Nếu như em vẫn quyết định giữ đội hình mentor 2 người thì chắc chắn chị sẽ lại Tuấn Ngọc. Duyên cảm thấy rất là sốc. Duyên nghĩ rằng là cái quyền chiến thắng của chị Thư rồi đang hơi đi quá giới hạn rồi. Cái này thì mình phải hỏi lại nhà sản xuất. Điều này chị Thư đã tham khảo nhà sản xuất chưa? Nếu như nhà sản xuất cho phép thì sao? Mình có thể nói trước được mà. Sẽ không có nếu như ạ. Này nó là một cái sân chơi chuyên nghiệp. Không phải ai muốn đặt ra luật lệ nữa đặt. Em đang thách thức sự kiên nhẫn của chị. Nhà sản xuất chỉ cần xuất hiện thôi. Chị sẽ có ngay câu trả lời. Chị Trang đâu ạ? Rồi em hỏi gì em hỏi lại. Chị ơi, em có một cái lời nói là nếu như mà em gặp Tuấn Ngọc ở phòng loại, em chắc chắn sẽ là Tuấn Ngọc. Và em là một người rất là giữ uy tín lời nói của mình. Tuy nhiên, em cũng nghĩ về chương trình và cái sự bất công mà Tuấn Ngọc đang phải chịu. Cho nên em mới trao cái cơ hội cho Kỳ Duyên Minh Triệu quyết định một trong hai bạn hoặc là Tuấn Ngọc. Như vậy là có trái với format hay không? Thực ra thì tất nhiên cái này nó không nằm trong cái kế hoạch của nhà sản xuất. Bản thân chị cũng chưa bao giờ đề cập đến việc này. Thực sự là chị nhìn đây cả Tuấn Ngọc và Xuân Hạnh, hai bạn đều là những cái sự lựa chọn rất là khó khăn cho bất cứ một ai ngồi vị trí này ngày hôm nay. Nếu như bây giờ mentor anh Thư bỏ qua việc loại một trong hai mentor thì chắc là bạn cũng sẽ có một cái suy nghĩ nào đấy của chắc bạn. Chắc chắn em sẽ loại Tuấn Ngọc. Thật ra cái bài toán đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Là chị Thư đang muốn đẩy trách nhiệm loại Tuấn Ngọc lên trên chính Minh Triệu và Kỳ Duyên. Thật sự nếu như mà phải loại mentor của em thì em xin sẵn sàng ra về. Không, em không phải nói em không đó. Cần nói câu đó. Team của Kỳ Duyên và Minh Triệu có thể không có Tuấn Ngọc, nhưng không thể không có một trong hai chị. Bất cứ thí sinh nào bước vào vòng loại, các em đều phải đấu tranh cho cơ hội cuối cùng của mình. Đúng không? Dạ. Chị đã từng gặp em trong vòng loại. Dạ. Và bản thân em cũng phải trải qua những thử thách gì.
Chứ vòng loại không phải là nơi để mình giải quyết những cái ân oán hay là những cái lời nói vô thưởng vô phạt từ vòng big team. Chị Thư, em không biết thực sự rằng là chị muốn dồn bọn em đến bước đường như thế nào. Tại vì em cảm giác là em bị chơi chiêu. Khi bản thân chúng ta đều ngồi ở vị trí là huấn luyện viên á, thì ai cũng sẽ muốn làm điều tốt nhất cho team của mình hết. Không phải... Thôi đủ rồi. Chị đã quá mệt mỏi khi mà phải nghe tụi em thuyết trình quá nhiều. Không, em chỉ bây giờ tụi thôi. Em đã không có quyết định thì xin mời tụi em ra ngoài. Em đã quyết định rồi. Nếu nhà sản xuất chỉ cần say yes, em sẽ rút liền. Bản thân Duyên đủ bản lĩnh để mà có thể handle được hết tất cả mọi thứ ở đây. Duyên có thể là một người trẻ tuổi, nhưng Duyên là một người có kinh nghiệm. Và trong quá trình làm việc thì chị hoàn toàn tin vào cái năng lực của Duyên. Nhiều khi hai người nó lại là một cái thử thách dành cho Duyên. Không, chị không được làm thế. Khi mà có chị ở trong team thì ở những cái lúc mà mình cảm thấy rằng là mọi thứ nó đang chĩa hết tất cả những cái mũi dùi về phía mình ấy, mình vẫn còn một cái người bên cạnh và hai đứa thực sự rằng là lúc đấy là chỉ có nhau thôi. Cái điều đấy đối với Duyên thì nó luôn là một cái điều tốt đẹp, nhưng mà thực sự ở trong một cái cuộc chơi như thế này tự nhiên nó lại biến thành một cái điều, nó trở thành ác cảm đối với một người khác và nó đã ảnh hưởng rất là nặng nề đối với các thí sinh của mình. Thực sự bản thân hai bọn mình thấy rằng là nó không có cam tâm. Em quá mệt rồi. Mọi người chỉ thấy được những cái việc là team này đông người quá, đỡ việc quá. Nhưng trong cuộc sống này á, tất cả mọi thứ nó đều có hai mặt hết. Và em nghĩ khi bọn em nhận những cái đặc quyền của team hai người, nghĩa là bọn em có đủ năng lực và đủ bản lĩnh để handle những cái sự khác biệt giữa hai người. Thì bây giờ em chỉ còn câu trả lời từ phía nhà sản xuất đại diện là dì Trang Lê. Chị khẳng định, thứ nhất, đây không phải là trong cái format chương trình. Tuy nhiên, truyền hình thực tế thì luôn luôn là bất ngờ có thể xảy ra. Cho nên có thể đây là một ý kiến nảy ra trong đầu của mentor anh Thư, đúng không? Bởi vì chắc đấy cũng là một cái quyết định khó khăn của mentor anh Thư. Nếu các bạn nói là công tâm, thì các bạn sẽ nghĩ là các bạn sẽ cần loại ai? Bởi vì chúng ta chỉ có một người ở gửi lại thôi. Em nghĩ là mình chỉ cần nhìn vào cái khả năng phát triển của từng người. Đâu là thời điểm thích hợp để cái người đó người ta tỏa sáng thì em sẽ giữ người đó lại. Em chỉ muốn nói như vậy thôi. Còn nếu như nói ra một cái tên cụ thể thì đôi khi nó lại hơi thiên vị, nên em chỉ nói đến đó. Đó thì tôi chỉ muốn là tham khảo thêm ý kiến của hai bạn để cho mentor anh Tư có thêm một góc nhìn. Bởi vì ngày hôm nay bất cứ một mentor nào ngồi vào đây thì đều là một quyết định vô cùng khó khăn. Truyền hình thực tế rất là khốc liệt. Và cuộc thi nào cũng vậy, chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Vì vậy, chắc chắn một trong hai bạn sẽ phải dừng lại ngày hôm nay. Còn ai sẽ là người dừng lại thì chắc là mentor anh Thư sẽ cần cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Rồi, mình xin giúp. Cảm ơn các bạn. Nhà sản xuất cũng đã trả lời. Họ không khuyến khích mentor rút khỏi chương trình như thế. Và điều đó chịu nghĩ nó hợp lý. Phòng lại trường nó chỉ nên dành cho huấn luyện viên chiến thắng và hai thí sinh. Không nên lôi kéo những huấn luyện viên khác vào làm gì. Xuân Hạnh. Dạ. Chị rất tiếc khi phải đặt em vào thế bị động như vậy. Nhưng chị muốn em hiểu rằng một khi mentor của em đã đưa em vào phòng loại, Vũ Thu Phương sẽ phải chấp nhận rủi ro này thôi. Dạ. Mình rất mong muốn là mình có thể thi đấu thật sự. Và kết quả dù mình có ra về hay ở lại thì mình cũng đã chiến thắng chính bản thân mình và thể hiện với lại chị Anh Thư. Mình nghĩ là những cái lời vừa nãy chị Thư chỉ muốn truyền đạt đến là chị Kỳ Duyên Minh Triệu đang chơi chiêu, giống như cái cách mà trước đó việc đưa anh Tuấn Ngọc vào đã loại thí sinh rất là mạnh của chị Anh Thư, đó là bạn Kim Ngân thôi. Còn quyết định của chị chắc chắn mình nghĩ sẽ rất là công tâm. Như vừa rồi chị có thể thấy đó, thì Triệu cũng đã đưa ra cái sự lựa chọn và sự quyết định của mình. Em nghĩ chị cũng đã có câu trả lời rồi. Sau đây bọn em sẽ bước ra khỏi phòng loại và toàn quyền quyết định nằm ở chị Thư. Ngọc, chị xin lỗi, chị chỉ làm được đến đây thôi. Cố lên. Mời hai huấn luyện viên có thể rời khỏi đây. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị, chào chị. Cố gắng nhé. Vâng, em cảm ơn. Bước chân ra khỏi phòng loại, mình hiểu là chị Thư vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nhưng vì phần nào bọn mình cũng hiểu được tính của chị Thư, thì chị nghĩ là cái vòng loại trường nó sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế. Xuân Hạnh, quyết tâm của em đi tiếp như thế nào? Dạ, em là một người từ con số 0 mà đi lên. Và em cận đến 6 độ lận. Thêm vào đó thì đôi giày cao gót của em thì em đi size 40. Cái thời mà em còn casting á,
Đôi giày của em thậm chí là còn bị xe nó cán và nó đã gần đứt rồi. Còn đồ thì cũng không biết mua đồ gì cả, em cũng không biết có gu hoặc có stylist gì cả. Và đến bây giờ Faye thì hình ảnh hiện tại của em là cái hình ảnh mà em không nghĩ là em sẽ có đạt được. Và sau mỗi một vòng thi á, em là chính mình, không còn là một cô mọt sách gì nữa. Em chỉ mong ước một điều thôi, là em có sức khỏe và ý chí em sẽ tiến không lùi và làm 100% cái nội lực của mình. Cảm ơn em. Hai bạn có biết là hai bạn có một điểm chung rất lớn là gì không? Đó chính là mục tiêu của hai em, là trở thành những người mẫu có tri thức tại thị trường Việt Nam. Đó là điều mà chị đang tìm kiếm và muốn phát triển ở tất cả các bạn. Thật sự, chị không muốn loại bất cứ ai trong hai đứa hết. Và chị không biết là các huấn luyện viên của em có biết được điều này hay không, hay là mọi người chỉ muốn bảo toàn quân số để đi đến chung kết. Tất cả những điều em cần chia sẻ và hai chị Triệu Duyên cũng chia sẻ với chị thì em nghĩ là chị cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Thì em nghĩ rằng là bây giờ em tôn trọng mọi quyết định của chị. Dạ, chúng em đã sẵn sàng ạ. Chị rất là tiếc. Cảm ơn chị. Chị mong là em sẽ hiểu chị. Em tin là chị luôn công tâm. Em cũng vậy. The Face Vietnam. Xin chào mọi người. Vũ Thu Phương. Dạ. Em nghĩ như thế nào khi em biết Kỳ Duyên, Minh Triệu đưa Tú Ngọc vào? Dạ, trên quan điểm của em thì em nghĩ một khi nhà tài trợ đã chọn ấy, thì em cũng sẽ không chọn để vào vòng loại. Giống như là Hương Liên của đội của em. Đến tập 8 rồi, mạnh là mạnh, yếu là yếu. Chứ The Face không phải là The Bao Che. Những thí sinh yếu sẽ cần phải đi ra về. Em cũng nghĩ là 50-50 khả năng các bạn có thể đưa Tuấn Ngọc vào. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, em nghĩ đó là cái sự tôn trọng của mình với nhãn hàng. Và cái quan trọng hơn hết nữa là người ta đã thực sự đã làm tốt rồi thì mình cũng phải ghi nhận. Sau một thời gian chờ đợi thì lại tiếp tục tới một cái phần hỏi ý kiến tiếp theo với sự góp mặt của chị Vũ Thu Phương. Ngày mai là chúng ta sẽ thử thách tập cuối và bước vào vòng chung kết. Đây không phải là lúc các em chơi chiêu, cử thí sinh mạnh nhất của đội mình để bảo vệ những thí sinh yếu hơn. Cái câu đó nó cũng có một chút tổn thương nhẹ, nhưng mà đó cũng là một cái động lực rất là lớn cho mình để mình thể hiện bản thân và tỏa sáng hơn nữa. Chị thấy đây là một cái quyết định không đúng. Vì vậy mà chị đã làm một phép thử cho Kỳ Duyên và Minh Triệu. Khi chị bắt Kỳ Duyên và Minh Triệu phải lựa chọn thì thật sự chị rất là cảm động khi mà Minh Triệu ngay lập tức đồng ý chấp nhận hy sinh để giữ Tuấn Ngọc ở lại. Rất may là Minh Triệu đồng ý, chứ nếu không thì mọi thứ nó đã phơi bày. Tôi cũng cảm thấy hơi cảm động ở chỗ đó. Vì dù sao ở bước cuối cùng mình vẫn thấy được những điều đẹp đẽ. Chị hoàn toàn thông cảm cái thái độ và cái phản ứng của Minh Triệu. Có lẽ là bản thân chị Thư không có đủ hiểu về Triệu hay là về Duyên. Cho nên rõ ràng chị Thư đặt ra một cái sự lựa chọn nó quá dễ đối với bọn mình. Ở trong vòng loại Tuấn Ngọc nói là Tuấn Ngọc muốn bảo vệ Phương Vi. Thì chị không biết là Phương Vi có cái suy nghĩ gì. Dạ, em chào chị Thư. Thực sự là em cũng em nghĩ cái gì em trả lời chị Thư cho rõ ràng vào. Em có sẵn sàng làm điều tương tự như Tuấn Ngọc đã làm với em không? Em sẵn sàng ạ. Thực sự thì em cũng rất muốn được thử thách bản thân mình ở trong vòng loại. Và em tin nếu như mà em vào vòng loại thì em bước ra em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn em. Vậy thì ở team của Vũ Thu Phương có ai sẵn sàng thay Xuân Hạnh hay không? Dạ, thực ra team em cả ba bạn đều sẵn sàng vào. Nhưng mà sau khi tính đi tính lại, và bạn Xuân Hạnh là bạn quyết tâm mong muốn được vào nhiều nhất. Nếu như Hương Liên ngày hôm nay mà không thắng tập này em sẽ đưa vào. Chắc chắn 100% với chị là như thế. Nhưng mà tại vì Hương Liên lại được nhãn hàng chọn,
Và nếu mà một cái chiều dài thì em thấy Hương Liên là một cô gái có một cái khả năng, một cái bản năng về diễn xuất của người mẫu. Em rất tôn trọng lời chị đã từng nói là nếu mà gặp lần nữa Hồng Anh là thứ hai thì chị sẽ loại Hồng Anh. Và dù kết quả như thế nào hay chăng nữa thì tụi em chỉ mong muốn một điều rằng chị thực sự công tâm, mà em nghĩ là chị có điều đấy. Chúng ta đều đang đi tìm những người mẫu thế hệ mới có đầy đủ. Chính vì công tâm cho nên chị mới đau khổ như thế này. Biết rồi. Có giận muốn loại nhưng mà thật sự là Thư không đành lòng thật. Thật sự mình cũng biết là Tuấn Ngọc là một thí sinh mạnh. Chị muốn trao một cơ hội cuối cùng. Cả hai đội có 10 phút để suy nghĩ, vẫn giữ thí sinh đó hay là đổi thí sinh khác. Chị muốn là mọi quyết định đưa ra nó chín chắn nhất. Dạ, cảm ơn chị. Và hãy trở về với team của mình. Và 10 phút sau cho chị cái quyết định. Đây là cơ hội cuối cùng, bạn không giành lấy thì thôi. Tụi mình ba màu khác nhau mà, và tụi em vào đâu phải để bảo vệ nhau. Tụi em vào để chứng minh rằng tụi em đủ mạnh để đi tiếp. Và rõ ràng là ba em ở đây đều mạnh hơn các thí sinh còn lại bên kia mà. Chỉ có Tuấn Lộc làm em thái với em thôi. Thật sự là chị Thư đưa ra thêm một cái cơ hội để mà có thể đổi người như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng không cần thiết lắm. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rằng là cái sự quyết định đó cũng là một cái sự quyết định rất là chắc chắn của huấn luyện viên. Thư đã cho cơ hội cuối cùng, đã nhẫn nại ngồi đợi mà hai bạn vẫn ngồi, vẫn vên mặt lên và thể hiện một cái thái độ kiểu tôi không cần. Bọn mình sẽ không bao giờ áp đặt thí sinh cả. Tất cả mọi lý do bọn mình đưa ra, bất cứ một quyết định gì bọn mình sẽ đều luôn chia sẻ với các thành viên trong team. Và chắc chắn khi bất cứ một thành viên nào bước chân vào phòng loại, bản thân họ là người hiểu rất rõ mục đích của họ đó để làm gì. Bây giờ nếu mà mọi người đã suy nghĩ và có cái quyết định cuối cùng rồi thì có thể báo cho chị luôn. Dạ, team em vẫn giữ nguyên quyết định ạ. Tụi em cũng xin giữ quyết định ban đầu. Quyết định đưa Ngọc vào vòng loại á, nó không phải là một cái chơi chiêu của bọn em. Em nghĩ tất cả các huấn luyện viên đã bỏ ra quá nhiều công sức để đi đến tận giờ này rồi. Sẽ không ai muốn chơi chiêu giờ này cả. Cá nhân chị đánh giá Tuấn Ngọc tốt hơn Phương Vi. Ngày hôm nay trên clip bạn Vi vẫn diễn còn đơ lắm. Bởi vì những cái nhịp cảm xúc của Phương Vi ấy là em vẫn chưa biết cách diễn xuất một cách tự nhiên nhất. Đấy trên quan điểm cá nhân của chị. Dạ, em sẽ đánh giá theo cái sự tiến bộ của các bạn từng ngày. Không kỳ vọng nhiều hơn thế. Bởi vì Kỳ Duy Minh Triệu là hai bạn thông minh. Và Phương không hiểu tại sao các bạn luôn luôn đưa ra những cái quyết định khá là có vấn đề. Ở đây không phải là em đang thiên vị ai cả. Thử thách hôm nay và thử thách trước đó, hai bạn đều nhận được feedback rất là tốt từ khách hàng. Còn Đan thì em không muốn lôi Đan vào đây. Tại vì Đan chỉ mới có cơ hội quay lại thôi. Thì nếu như mà gửi Đan ngay lập tức vào vòng loại, đó là một cái sự không công tâm với Đan. Không phải vì đây là một quyết định khó mà chị Thư lại nghĩ bọn em chơi chiêu thì nhiều khi nó lại... Thôi đủ rồi. Cũng rất là đầy đủ các thông tin. Và cũng có đủ cái thời gian để mình có quyền suy nghĩ lại. Chị nghĩ đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các huấn luyện viên, kể cả chị. Cái việc mà bảo vệ thí sinh yếu hơn để vào vòng chung kết là việc thừa thải. Kỳ Duyên Minh Triệu muốn đóng vai một nạn nhân. Nếu mà chị loại thí sinh mạnh của tôi thì khán giả sẽ chịu chị. Chị dám, chị làm đi. Định mệnh đã an bài. The Face Vietnam. Mời Tuấn Ngọc. Xin lỗi em, chị rất tiếc. Chị đã chia sẻ rất nhiều ở vòng loại rồi. Và chị rất muốn em thuyết phục huấn luyện viên của mình. Tuy nhiên em đã không làm điều đó. Và chị vô cùng tiếc nối. Em không phải là The Face Việt Nam. Thư đã nói hết nước hết lời rồi. Coi như là duyên của Tuấn Ngọc đối với The Face năm nay. Tới đó thôi. Thật sự là em cũng rất là cảm ơn tấm lòng và sự chia sẻ và góp ý của chị Thư. Đến tầm này thì em sẽ không nghĩ nhiều và em chỉ nghĩ đơn giản rằng là em đã chọn chị Triệu và chị Duyên ngay từ đầu và em sẽ luôn luôn trung thành với hai chị dù cho thế nào. Tuấn Ngọc thông minh nhưng mà lại có những sự lựa chọn không sáng suốt. Em rất cảm ơn chị. Thật sự là rất là thông cảm với chị Thư bởi vì
Trước đó chị Thư có đưa cho mình rất là nhiều lời khuyên và Tuấn Ngọc cũng chưa thay đổi quyết định, thì có thể điều này lại làm chị Thư hơi thất vọng một chút. Em thừa biết em là thí sinh mà chị đánh giá rất cao và đây không phải là quyết định của chị. Nó rõ ràng là quyết định của chị Thư mà. Duyên, chị chỉ là quyết định chọn thí sinh vào vòng loại thôi. Còn quyết định loại đi thí sinh là quyết định của chị Anh Thư. Cảm ơn chị ạ. Chị đi lẹ quá ha. Không kịp nói gì luôn á. Thật sự rất bực, bỏ đi trong hậm hực luôn. Mình cảm thấy không còn muốn nói gì nữa hết. Chị Thư nhanh chóng rời đi. Nó cũng gần giống với chị Phương. Nhưng mà mình không có gì sai thì mình sẽ muốn đối diện và giải quyết vấn đề rất là nhanh. Còn nếu như mình không chắc chắn với cái điều đó thì mình mới trốn tránh đó thôi. Tôi đã cho bạn cơ hội rồi nhưng mà bạn vẫn từ chối, thì đó là vấn đề của bạn. Đàn ông của lúc sao phải khóc, không có gì để khóc hết. Chị Duyên là Minh Triệu, không nên chơi đùa với cảm xúc của chị Thư như thế. Chơi cờ tầm này mất thí sinh, đó y như là mất thí sinh thật. Thật ra em muốn là vào đấy em được đấu rồi. Chị đấu gì tầm này nữa, đấy nhanh nhanh, sắp xưa. Đâu, tập tới đó. Tập tới đâu tiếp, bứt pháo lên, đi về thôi, yes. Việc mà Tuấn Ngọc phải ra về, đấy là một quyết định hoàn toàn sai lầm của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Và chị Thư cũng đã nói lên cái vấn đề của mình một cách rất là rõ ràng. Chị Thư không muốn loại cả Tuấn Ngọc lẫn Xuân Hạnh luôn, bởi vì là hai em ấy đều xứng đáng vào chung kết. Rõ ràng chính vì quyết định sai lầm đó, Kỳ Duyên Minh Triệu đã thực sự làm mất đi Tuấn Ngọc. Hào quang nào mà không có chuyên gia. Một phần cũng nên không phải là buồn khi mà loại đi một người tiềm năng mà Liên khá là yêu quý ở trong chương trình. Bản thân em cũng đâu phải như Phương My để mà cần bảo vệ. Đối với Liên thì Tuấn Ngọc là một người xứng đáng để vào chung kết, chứ không phải xứng đáng để vào vòng loại. Khi mà bây giờ phải ra về và nhà chỉ còn hai bé gái Đan á thì mới được quay trở lại tràn đầy năng lượng. Bầu hơi sưng mướt một tí nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể sự ra về này của Tuấn Ngọc sẽ là một cái nguồn động lực giúp cho Bầu mạnh mẽ hơn, và mình tin rằng là hai chị em sẽ cực kỳ hòa hợp trong thời gian sắp tới. Và chỉ còn một thử thách cuối cùng, hai đứa sẽ phải hộ phần của anh thôi nhỉ. Yeah. Cách mà Ngọc rời đi ngày hôm nay, chịu tin rằng đã để lại những cái ấn tượng trong lòng khán giả. Và tới thời điểm này, kết quả nó cũng là muộn việc thôi. Nhưng mà quan trọng là các chị em đã có một cái quá trình cộng tác và đem lại những kết quả thật sự quá là thăng hoa như thế. Ngọc là một thí sinh nam, nhưng bạn đã được ký tới hai hợp đồng với hai nhãn hàng rồi. Với năng lực như vậy thì chịu tin là dù Ngọc dừng ở đây, con đường sắp tới của Ngọc vẫn sẽ rất là rộng mở. Và mỗi lần nhắc đến Tuấn Ngọc, Duyên và Triệu sẽ luôn có một cái niềm tự hào rất là lớn đối với bạn. Mình có thể tự tin Ngọc sẽ luôn làm việc và cống hiến bằng một cái tâm và bằng một cái đạo đức của mình đối với nghề. Và chị muốn nhắn với Ngọc một câu thôi. Bọn chị luôn tin tưởng ở em như cách mà em đã tin tưởng ở hai chị. Tập tiếp theo. Đây chính là chặng đường cuối cùng để tìm ra quán quân. Một trong những nhãn hàng mỹ phẩm quốc tế một lần nữa quay trở lại với The Face Mac Cosmetics. Mac vô cùng hân hạnh được quay trở lại với chặng đua cuối cùng. Và người chiến thắng ngày hôm nay chính là đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 6 tháng 8 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. TikTok Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023.
đón xem đêm chung kết trực tiếp của Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 ngày 13 tháng 8 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đặt vé ngay tại Ticketbox hoặc liên hệ hotline 0976998814. Gotta come back. Gotta come back. Digital models. Slap, rap.